Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 251. Diệp Huyên lắc đầu cười, giờ cô nhóc này sẽ gia nhập thư viện của chúng ta. Đúng như lời muội, trước đây nàng ta quả thật không phải người tốt. Sau này, muội hãy cải tạo nàng ta đi. Thanh Khâu gật đầu, vậy để nàng ta đi theo ta đi. Diệp Huyên ngó Tiểu Tịnh, đãi ngộ của cô nhóc này cũng tốt ghê. Thanh Khâu bỗng hỏi, thực lực tăng lên không ít nhỉ? Diệp Huyên cười đáp, đúng vậy. Thanh Khâu lại hỏi, gặp nàng ta rồi. Diệp Huyên gật đầu, biết Thanh Khâu nói đến Diệp Thanh Thanh. Thanh Khâu mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, nhóc con, giờ ta đã đạt tới giới hạn của bản thân, muốn đột phá tiếp thì chỉ dựa vào phương pháp gấp e rằng không được. Ta hy vọng muội giúp ta một phen. Thanh Khâu im lặng một lát rồi đáp, được. Diệp Huyên vui vẻ hỏi, muội có kiến nghị gì không? Thanh Khâu khẽ nói, tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên sửng sốt. Thanh Khâu cười, hay là huynh cảm thấy tín ngưỡng chi lực cũng chỉ như thế? Diệp Huyên lập tức hứng thú hỏi, ý muội là sao? Thanh Khâu cười, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn sáng tạo cho huynh một quyển tâm pháp và kiếm kỹ về tín ngưỡng chi lực. Ta và Tần Quan cô nương nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công. Diệp Huyên cười, sao trước đó mọi người không nói với ta? Thanh Khâu cười, muốn tạo cho huynh một bất ngờ. Diệp Huyên lập tức có chút sốt ruột nói, ta muốn thử xem. Thanh Khâu gật đầu, đi theo ta. Nàng ấy nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên biến mất. Trong sân, chỉ còn lại một mình Tiểu Tịnh. Tiểu Tịnh lập tức cảm thấy nhàm chán. Lúc này, đằng xa bỗng có một cô gái đi tới, Tiểu Tịnh ngó thấy túi tiền trên eo nàng ta thì thoáng chốc sáng mắt. Cô gái ấy chính là Tần Quan. Tần Quan liếc Tiểu Tịnh hỏi, ngươi là ai? Tiểu Tịnh chớp chớp mắt cười hỏi, ta cần phải báo cho cô biết chắc. Tần Quan cau mày, kiêu ngạo vậy luôn. Tiểu Tịnh lại ngó túi tiền trên eo Tần Quan, cái đó, cho ta đi. Tràn ngập khí thế của một kẻ cắp. Tần Quan nhìn Tiểu Tịnh hỏi, ngươi muốn cướp ta hả? Tiểu Tịnh đứng dậy đi đến trước mặt Tần Quan, trước đây ta chính là một kẻ xấu xa, đoàn trưởng đội lính đánh thuê càn khôn, giết người như ngoé đó, sợ không? Tần Quan bỗng nhiên lấy ra một khẩu súng rồi bắn một phát. Đoàng, Tiểu Tịnh lập tức bay ngược ra ngoài. Một lát sau, Tần Quan đi đến bên cạnh Tiểu Tịnh đang nằm sóng xoài ra đất, dứt khoát lột chiếc nhẫn chứa đồ của nàng ta xuống nói, cái này không tồi, của ta. Tiểu Tịnh. Cứ như vậy, Tần Quan đã giữ lấy chiếc nhẫn của Tiểu Tịnh. Vẻ mặt Tiểu Tịnh ngơ ngác. Sao người ở đây chẳng sợ mình gì cả vậy? Trong tinh không, Diệp Huyên và Thanh Khâu ngồi đối diện nhau. Thanh Khâu nói, cảm nhận chút đi. Diệp Huyên không hiểu, cảm nhận sinh mệnh. Thanh Khâu cười nói, tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hai mắt chậm chậm nhắm lại, ngay sau đó, hắn cảm nhận được tín ngưỡng chi lực vô biên vô tận. Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, vô biên vô tận như biển lớn. Thanh Khâu tiếp tục nói, tiếp tục cảm nhận toàn bộ tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hoàn toàn bình tâm lại. Ngay sau đó, hắn phát hiện, tín ngưỡng chi lực còn nhiều hơn cả những gì hắn cảm nhận được. Vô số vũ trụ, vô số những điều tất yếu, vô số sinh linh. Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt như tinh hà vũ trụ. Dần dần, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng. Lúc này, một đoạn ký tự huyền ảo đột nhiên xuyên vào trong đầu Diệp Huyên, sau đó, âm thanh của Thanh Khâu cũng vang lên, nhân gian chi pháp, đây là một bộ tâm pháp đặc biệt tạo ra dựa theo bản thân ngươi, tâm pháp này có thể khiến ngươi có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng tín ngưỡng chi lực, phàm là ngươi tín ngưỡng ngươi, thì ngươi đều có thể cảm nhận được mỗi người bọn họ. Hơn nữa, còn có thể thông qua tín ngưỡng của họ phủ kín khắp mọi nơi của họ, chỉ cần là nơi có tín đồ của ngươi, thì ngươi ở khắp mọi nơi, kiếm của ngươi cũng có thể có mặt ở khắp chốn. Có mặt ở khắp chốn. Sau khi vận chuyển tâm pháp, Diệp Huyên phát hiện, hắn bắt đầu có thể cảm nhận được những tín ngưỡng chi lực này, mà dựa theo những tín ngưỡng chi lực này, hắn có thể cảm nhận được các tín đồ kia. Bản thân đã trở thành thần rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười. Cảm thấy có hơi vô lý. Trước kia, hắn khinh bỉ nhất là thứ được gọi là thần này, mà hắn cũng không ngờ, bản lại sẽ có một ngày biến thành bộ dạng mình ghét nhất.
Đương nhiên, hắn cũng không vì vậy mà từ bỏ. Hắn nào phải thánh mẫu? Giọng nói Thanh Khâu lại vang lên, chớ có phân tâm, huynh cần phải tập trung toàn bộ sức lực để cảm nhận được tín ngưỡng chi lực dồi dào kia, chỉ khi huynh hiểu rõ mọi thứ của tín ngưỡng chi lực, thì huynh mới có thể sử dụng nó tốt hơn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, tiếp tục cảm nhận tín ngưỡng chi lực dồi dào như biển kia. Dần dần, các tín ngưỡng chi lực xung quanh Diệp Huyên bắt đầu sôi sục hoạt động. Diệp Huyên cũng thông qua tín ngưỡng chi lực này cảm nhận được vô số tín đồ. Trong thư viện, Tiểu Tịnh đang đi dạo khắp nơi. Bởi vì sau khi Diệp Huyên đưa cô bé đến đây thì bỏ đi tu luyện, cho nên lúc này cô bé cũng rất buồn chán. Dạo một lúc, cô bé đến trước một học cung, lúc này bên trong học cung có đến mấy trăm học sinh đang lắng nghe lời giảng từ thầy dạy. Tiểu Tịnh nhìn những học sinh kia, sau đó quay người rời đi. Cô bé trời sinh đã không hứng thú với chuyện nghe giảng này rồi. Mà lúc này, một người phụ nữ bỗng xuất hiện bên cạnh Tiểu Tịnh. Người đến, chính là Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược cười nói, người không thích nghe giảng. Bà ấy biết, nhà đầu này là do Diệp Huyên dẫn về, vì vậy, bà ấy đặc biệt đến xem. Tiểu Tịnh gật đầu, đúng vậy. Đinh Thược Dược bỗng ngồi xổm xuống, bà ấy nắm lấy tay phải Tiểu Tịnh, nhìn một lúc, bà ấy cười nói, thư viện Quan Huyên có rất nhiều sách, ngươi có thể đọc thêm. Rất có ích cho ngươi. Tiểu Tịnh nhìn Đinh Thược Dược, từ xưa tới nay, kẻ có nắm đấm mới có quyền nói chuyện. Đinh Thược Dược gật đầu, ngươi nói rất đúng, nhưng bây giờ, cái vị nắm đấm lớn kia, hắn phải mở thư viện. Vì vậy, trật tự tương lai sẽ phải thay đổi. Tiểu Tịnh nói, ca ca muốn thay đổi cả vũ trụ. Đinh Thược Dược gật đầu. Tiểu Tịnh im lặng một lúc rồi nói, huynh ấy muốn trở thành kẻ địch với cả vũ trụ sao? Đinh Thược Dược chớp mắt, không thay đổi, vậy thì bị tiêu diệt. Tiểu Tịnh nhíu mày. Đinh Thược Dược khẽ cười, sau đó nói, nhà đầu, ngươi là người rất đặc biệt, thiên phú và thể chất của ngươi, thế gian khó kiếm. Nhưng đáng tiếc, thế gian này không phải võ đài của ngươi. Bởi vì yêu nghiệt trên đời này quá nhiều. Nói rồi, bà ấy thả lỏng tay, cười nói, ta cho ngươi một kiến nghị, ngươi có muốn nghe không? Tiểu Tịnh nhìn Đinh Thược Dược, nghe. Đinh Thược Dược gật đầu, đời này ở ẩn, tương lai là của các ngươi. Ở ẩn. Tiểu Tịnh nheo mắt, nếu ta không ở ẩn thì sao? Đinh Thược Dược cười nói, vậy thì chết non. Tiểu Tịnh khẽ cười, ta rất muốn biết. Ai có tư cách khiến ta ở ẩn? Ninh Thược Dược khẽ cười, ca ca mà ngươi biết kia. Tiểu Tịnh im lặng, Ninh Thược Dược lại nói, đây là thời đại của hắn. Tiểu Tịnh nhìn thẳng Ninh Thược Dược, ta thừa nhận, huynh ấy là người thiên mệnh đời này, nhưng liên quan gì đến ta chứ? Hơn nữa, tại sao ta phải ở ẩn? Ta cũng có thể nở rộ phong quang như vậy mà. Ninh Thược Dược khẽ nói, nếu là người khác, đương nhiên cũng có thể, nhưng ngươi không được. Tiểu Tịnh cười lạnh, dựa vào đâu? Ninh Thược Dược hỏi ngược, tại sao ngươi đến thư viện? Tiểu Tịnh im lặng. Ninh Thược Dược cười nói, nhà đầu ngươi, ngươi muốn nuốt chửng số mệnh thiên mệnh của hắn, sau đó dựa vào số mệnh thiên mệnh của hắn thay đổi bản thân, đúng chứ? Tiểu Tịnh quay đầu, không có. Ninh Thược Dược cười ha ha, ngươi còn không thừa nhận. Nói rồi, bà ấy vỗ nhẹ vai Tiểu Tịnh, nghe lời khuyên của tỷ, đời này ở ẩn. Tương lai có thể tranh giành với ngươi, sẽ không có ai cả. Nhưng nếu đời này ngươi không ở ẩn, đến tám phần sẽ chết hiểu. Đừng thấy ca ca ngươi dễ nói chuyện, thật ra, bản chất hắn cũng là người tàn nhẫn. Hơn nữa, chẳng lẽ bản thân ngươi không phát hiện, những nhân quả dính trên người ngươi đã bắt đầu nuốt chửng ngươi rồi sao? Không đúng, ngươi đã phát hiện rồi. Vì vậy, đến hiện tại ngươi mới không chịu khôi phục ký ức, đến đây tránh né những nhân quả kia. Ngươi đến thư viện Quan Huyên, ngoài việc nuốt chửng số mệnh thiên mệnh của hắn, còn có một nguyên nhân, chính là muốn mượn số mệnh thiên mệnh hắn để tránh né nhân quả. Tiểu Tịnh bình tĩnh nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Ninh Thược Dược cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn tự cứu lấy mình không? Nếu muốn, ta có thể cho ngươi một con đường, nếu không muốn, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi có thể tiếp tục thảnh thơi như vậy. Nhưng ta có thể quả quyết nói với ngươi, trong tương lai. Ngươi nhất định sẽ có một kết cục cực kỳ thảm. Không phải ai cũng là thiên mệnh, không phải ai cũng là kẻ mất trí. Ngươi bây giờ, còn chưa có năng lực cắt đứt mọi nhân quả trần duyên,
đợi đến khi những nhân quả ác báo lên người, người khóc cũng chẳng kịp. Tiểu Tịnh im lặng. Ninh Thược Dược cười nói, ta biết, cứ như vậy bảo ngươi ở ẩn, chắc chắn ngươi sẽ không cam tâm, đúng chứ? Tiểu Tịnh gật đầu. Ninh Thược Dược khẽ cười, có thể, ta có thể khiến ngươi cam tâm ở ẩn. Tiểu Tịnh nhìn Ninh Thược Dược cười nói, đi theo ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, bà ấy lập tức dẫn Tiểu Tịnh đến trong một vùng tinh không. Vẻ mặt Tiểu Tịnh nghi hoặc. Ninh Thược Dược xòe tay, một luồng kiếm quang bỗng xuất hiện trong tay bà ấy. Nhìn thấy kiếm quang này, ánh mắt Tiểu Tịnh bỗng thay đổi, theo bản năng lùi vài bước. Lúc này, kiếm quang khẽ rung chuyển, một người đàn ông áo xanh chậm chậm bước ra. Người đàn ông áo xanh nhìn Ninh Thược Dược, cười nói, có chuyện. Ninh Thược Dược gật đầu, bà ấy quay đầu nhìn Tiểu Tịnh bên cạnh, người thấy nha đầu này thế nào? Người đàn ông áo xanh nhìn Tiểu Tịnh, cười nói, hơi thở giết chóc trên người của nha đầu này quá nặng. Ninh Thược Dược gật đầu, nàng ta muốn ở lại thư viện, nhưng lại cảm thấy có phần không cam tâm. Người đàn ông áo xanh lại nhìn Tiểu Tịnh, y đột nhiên điểm tay về phía Tiểu Tịnh. Vừa điểm, ánh mắt Tiểu Tịnh đã thay đổi, sau đó, vẻ mặt cô bé đột nhiên trở nên hung tợn, cả người lập tức biến thành huyết nhân, hai mắt đỏ như biển máu. Như thể đã kích hoạt huyết mạch phong ma vậy. Trong thoáng chốc, sát ý cuồn cuộn khắp chư thiên vạn giới. Đây là vì cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy, ý thức tiềm ẩn trong thân thể cô bé mới thức tỉnh mạnh mẽ. Tiểu Tĩnh bỗng vươn tay phải sang bên phải, một thanh đao đỏ như máu xuất hiện trong tay cô bé, sau đó, cô bé lao lên trước, một đao chém về phía người đàn ông áo xanh, một đao này vừa chém ra, tinh không vũ trụ lập tức biến thành bụi có thể thấy rõ bằng mắt thằng. Mà lúc này, người đàn ông áo xanh khẽ vung tay. Thoáng chốc, toàn bộ huyết quang và sát ý đã biến mất không dấu vết, đồng thời, một thanh kiếm đã chắn trước cổ Tiểu Tịnh. Thanh huyết đao trong tay phải Tiểu Tịnh rung chuyển dữ dội như đang tức giận, nhưng cũng giống như không cam lòng. Còn trong thân thể Tiểu Tịnh, máu huyết lại đang sôi sục bùng cháy, từng luồng sức mạnh và sát ý kinh người không ngừng tuôn ra từ trong thân thể cô bé, nhưng lại không thể làm người đàn ông áo xanh bị thương chút nào. Người đàn ông áo xanh cười nói, đúng là thú vị, huyết mạch nha đầu này tuy không phải huyết mạch phong ma, nhưng lại có hiệu quả như huyết mạch phong ma. Ninh Thược Dược gật đầu. Đây cũng là một trong những nguyên do mà bà ấy muốn giúp nha đầu này. Lòng trắc ẩn. Lúc này, người đàn ông áo xanh khẽ đè tay phải, chớp mắt, Tiểu Tịnh đã khôi phục bình thường. Tiểu Tịnh ngã xuống đất, mặt không còn chút máu. Người đàn ông áo xanh nhìn Ninh Thược Dược, cười nói, ta đi đây. Ninh Thược Dược gật đầu, được, đợi bên này kết thúc rồi ta đi tìm ngươi. Người đàn ông áo xanh cười nói, được. Nói xong, y định rời đi thì lúc này, y như nghĩ đến gì đó, nhìn Tiểu Tịnh, nhà đầu ngươi không đơn giản, hơn nữa, còn có quan hệ dây dưa với đời sau nhà họ Dương ta, không tặng ngươi thứ gì thì cũng không hay lắm. Nói rồi, y điểm tay, vài giọt máu bỗng rơi xuống giữa trán Tiểu Tịnh. Thoáng chốc, máu huyết trong thân thể Tiểu Tịnh như được kích hoạt, lập tức sôi sục bùng cháy. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta tăng huyết mạch ngươi lên đến mức giới hạn, còn bản thân ngươi có thể đi đến đâu, thì phải xem tạo hóa ngươi thôi. Tiểu Tịnh nhìn người đàn ông áo xanh, ta là người xấu. Người đàn ông áo xanh chớp mắt, trùng hợp thật, ta cũng là người xấu. Ha ha. Nói xong, y lập tức biến mất. Tiểu Tịnh đứng tại chỗ từ từ nhắm hai mắt lại. Bởi vì mấy giọt máu kia, mà con đường võ đạo của cô bé không còn giới hạn. Ninh Thược Dược đi đến trước mặt Tiểu Tịnh, một lúc lâu sau, Tiểu Tịnh chậm chậm mở mắt, ánh mắt cô bé đã không còn chút màu đỏ máu nào. Đã khôi phục lại bình thường. Tiểu Tịnh có chút mơ màng nhìn Ninh Thược Dược, một lúc sau, cô bé khẽ nói, ta nguyện ý ở ẩn. Vừa nãy hai người giao đấu một trận, cô bé đã biết rõ khoảng cách rồi. Đời này, đã định là thời đại của Diệp Huyên, bởi vì thời đại này, là thời đại do vô số người đã chuẩn bị cho hắn. Thần hồn rút lui. Ninh Thược Dược gật đầu, sau đó đưa Tiểu Tịnh quay về thư viện Quan Huyên, bà ấy đưa Tiểu Tịnh đến một sân viện nhỏ, trong viện, có một cô gái đang đọc sách.
Ninh Thược Dược cười nói, Cổ Nhiễm viện thủ, đem đến cho ngươi một đệ tử đây. Cổ Nhiễm chợt ngây người, sau đó nói, Đinh cô nương. Ninh Thược Dược gật đầu, ngươi xem đi. Cổ Nhiễm nhìn Tiểu Tịnh, nàng ta khẽ cười, chào cô bé, ta là Cổ Nhiễm, sau này ngươi cứ đi theo ta, có được không? Tiểu Tịnh gật đầu, được. Ninh Thược Dược nhìn hai người, lắc đầu khẽ cười. Cổ Nhiễm là viện thủ thiện viện, tâm địa lương thiện, cả đời làm việc tốt, mà Tiểu Tịnh này lại là một đại ma đầu, bà ấy cũng chẳng biết để nha đầu này ở đây có phải là lựa chọn đúng hay không nữa. Ninh Thược Dược thở dài trong lòng, bà ấy quay người nhìn bầu trời. Bà ấy cũng phải đi rồi. Cũng chính vì như vậy, bà ấy và Tần Quan với cả Thanh Khâu mới bắt đầu tìm kiếm đội nhóm quản lý tiếp theo cho Thư viện Quan Huyên. Thư viện cần người tốt, nhưng cũng cần người tàn nhẫn. Trong tinh không, Diệp Huyên vẫn đang cảm nhận luồng tín ngưỡng chi lực vô biên vô tận. Bởi vì tâm pháp nhân gian, nên hắn có thể cảm nhận được toàn bộ tín ngưỡng chi lực và những tín đồ kia, không những vậy, hắn còn có thể dung hợp hoàn mỹ với những tín ngưỡng chi lực này. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Lúc này, hắn mới cảm nhận được, những tín ngưỡng chi lực kia là một phần của thân thể hắn. Đối diện với Diệp Huyên, Thanh Khâu yên lặng nhìn Diệp Huyên, gương mặt đầy ý cười. Từ sau này trở đi, tín ngưỡng chi lực của Diệp Huyên sẽ có sự thay đổi chấn động. Lúc này, Tần Quan và Đinh Thược Dược đột nhiên xuất hiện trong sân. Thanh Khâu cười nói, đều sắp xếp xong rồi sao? Đinh Thược Dược gật đầu. Tần Quan do dự một lát rồi nói, quyết định như vậy thật sao? Thanh Khâu gật đầu, chúng ta trước giờ đều luôn ở bên cạnh huynh ấy mãi mãi sẽ không thể thật sự trưởng thành được. Tần Quan nhìn Diệp Huyên phía xa, khẽ nói, nhưng chúng ta đột nhiên rời đi, giao cả thư viện cho huynh ấy. Ninh Thược Dược cười nói, thư viện này vốn dĩ là của hắn mà. Là viện trưởng, mà cứ để mặc vậy cũng không được. Thanh Khâu gật đầu, đúng vậy. Tần Quan nhìn Diệp Huyên, thấp giọng thở dài, đứa nhỏ, người tự mình cầu phúc đi. Ninh Thược Dược cười nói, hơn 2.000 năm, nói dài cũng không dài, nếu hắn thật sự dốc sức phấn đấu, thì có thể đến thế giới hư chân tìm chúng ta. Tần Quan bỗng nói, nếu hắn không thể thì sao? Ninh Thược Dược im lặng một lúc rồi nói, người mà tam kiếm cộng thêm chúng ta mà không cũng không chống đỡ được, người nghĩ hắn còn hy vọng sao? Tần Quan. Thanh Khâu bỗng nói, chúng ta phải đi rồi. Tần Quan do dự rồi nói, không từ biệt sao? Thanh Khâu lắc đầu, không cần. Nói xong, nàng ấy xòe tay, một luồng kiếm quang từ trong lòng bàn tay nàng ấy phóng thẳng lên trời. Bù. Tinh không sâu thẳm lập tức nứt ra một khe hở. Mà trong khe nứt đó, là cả một thế giới mới hoàn toàn. Thế giới hư chân. Tần Quan nhìn thế giới kia, thế giới đó thật quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm. Rất nhanh sau đó, nàng ta như đã biết gì đó, khẽ cười. Hiện tại cuối cùng nàng ta cũng hiểu tại sao nhiều người phải khổ tu như vậy rồi. Bởi vì chỉ có khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định, thì mới có thể thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh. Thanh Khâu bỗng nói, đi thôi. Nói xong, nàng ấy không nỡ nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó dẫn theo Tần Quan và Đinh Thực Dược biến mất trong tinh không. Không lâu sau, khe nứt kia dần khép lại. Một canh giờ sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong không trung, chỉ trầm mặc. Ba người Thanh Khâu đã đi rồi. Đi đến thế giới hư chân. Hơn nữa, Thanh Khâu còn để lại lời, nếu muốn tìm bọn họ, thì phải đến thế giới hư chân. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, hắn biết, Thanh Khâu bọn họ là muốn khiến hắn độc lập, tự mình trưởng thành. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên cười nói, yên tâm, ta sẽ không để mọi người chờ quá lâu. Thế giới hư chân. Đây chính là mục tiêu phấn đấu trong tương lai của Diệp Huyên hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn có một chuyện rất quan trọng. Chính là Thư viện Quan Huyên. Nhóm Thanh Khâu vừa đi, Thư viện Quan Huyên đã phải do hắn quản lý rồi. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy đau đầu, nhưng cũng hết cách, dù sao cũng là thư viện của bản thân hắn. Diệp Huyên đứng dậy, vung tay áo, chớp mắt, hàng trăm vạn luồng kiếm quang bỗng xuyên qua trong tinh không. Tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, hiện tại hắn không chỉ đạt được tiến bộ về phương pháp gấp,
mà tín ngưỡng chi lực cũng đạt đến mức độ đột phá về chết. Thực lực so với trước kia mạnh hơn gấp mấy lần. Diệp Huyên quay về thư viện Quan Huyên, mà khi hắn quay về thư viện, thì lại có chút lạ lắm. Bởi vì từ sau khi thành lập thư viện Quan Huyên ở vũ trụ tiểu quan, hắn rất ít khi ở nơi này, vì vậy, đối với thư viện này hắn vẫn rất lạ lắm. Thư viện Quan Huyên hiện có võ viện, văn viện, thiện viện, yêu viện, Phật viện, ám viện, pháp viện, thiên đạo viện. Đứng đầu văn viện là Thư Hiền, võ viện là Thanh Khâu, yêu viện tạm thời vẫn đang chọn, bởi vì không có yêu nào thực lực đủ mạnh để trấn áp toàn bộ yêu tộc. Phải biết rằng, yêu tộc dưới trướng thư viện Quan Huyên vô cùng nhiều, vì vậy, lúc trước vẫn luôn do Thanh Khâu quản lý. Mà Phật viện cũng như vậy, Phật viện là ban đầu hắn lập ra vì đại sư Liễu Không, dù sao, hắn có được lợi ích từ cổ phổ tự, mà sau này hắn phát hiện, tăng nhân cũng có khá nhiều, hơn nữa, các tăng nhân này đều nguyện ý gia nhập thư viện Quan Huyên. Vì vậy, thế lực viện Phật này cũng rất lớn. Thế nhưng, cũng không có người đứng đầu, cũng là do Thanh Khâu tạm thời đại diện. Còn về pháp viện thì lại có viện thủ, chính là Đạo Linh, pháp bộ chi vương trước kia. Ban đầu hắn còn cùng với đối phương bảo vệ quy khư chi địa, nhà đầu này rất cương trực, rất thích hợp làm pháp bộ chi vương. Còn về viện thiên đạo, đương nhiên là do Niệm Tỷ đứng đầu, nhưng, Niệm Tỷ đã lâu không xuất hiện rồi. Niệm Tỷ. Nghĩ đến Mộ Niệm Niệm, trong lòng Diệp Huyên bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhung. Ngay lúc này, một người đàn ông áo đen bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, người đàn ông áo đen kính cẩn thi lễ với Diệp Huyên, viện trưởng. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo đen, xưng hô thế nào? Người đàn ông áo đen nói, Thiên Huyên, Thiên Huyên, thủ lĩnh Quan Huyên vệ. Thanh Khâu bồi dưỡng ra một nhóm binh lính tinh nhuệ, tạm thời chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Diệp Huyên hắn. Chỉ có 100 người, nhưng 100 người này là lực lượng mạnh nhất của thư viện Quan Huyên hiện tại. Diệp Huyên bỗng nói, bảo Lý cô nương đến gặp ta. Ở bên cạnh, một thị vệ lẳng lặng lui xuống. Rất nhanh sau đó, một cô gái đã đi đến. Người đến chính là Lý Bán Chi của Lý tộc lúc trước, ngày đó nha đầu này sốt sắng cùng với một vài đại tộc tấn công Thanh Nhi váy trắng, cuối cùng bị Thanh Nhi quét sạch, sau đó hắn cũng quy phục đối phương. Bởi vì trí thông minh nha đầu này rất cao. Bây giờ không có đinh thực dược, hắn nhất định phải bồi dưỡng vài người. Ngoài Lý Bán Chi, hắn còn nghĩ đến một người. Thái Sơ Chăn. Cô gái này cũng rất yêu nghiệt, đáng tiếc, bởi vì ân oán với tỷ tỷ Thái Sơ Tỉnh quá sâu, cuối cùng lại lựa chọn tự kết thúc đời mình. Không thể không nói, Thái Sơ Chăn thật sự rất đáng tiếc. Ban đầu bởi vì có Dì Đinh và Thanh Khâu, nên các cô gái có thông minh thế nào hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ Dì Đinh và Thanh Khâu vừa đi, hắn mới phát hiện, hắn cần nhân tài. Phải gọi Thái Sơ Tỉnh đến. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên. Vẻ mặt phức tạp, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà Diệp công tử này đã khiến nàng ta nhìn không thấu rồi. Diệp Huyên cười nói, Bán Chi cô nương, lại gặp nhau rồi. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, Diệp công tử đã đạt đến cao độ trước nay chưa từng có. Diệp Huyên lắc đầu cười, vẫn còn sớm. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, mấy người Thanh Khâu cô nương đi rồi sao? Diệp Huyên gật đầu, ta cần thành lập một nội các nhỏ. Cô nương có nguyện ý gia nhập không? Lý Bán Chi cười nói, đương nhiên nguyện ý. Nội các nhỏ. Như vậy có ý nghĩa gì, đương nhiên nàng ta hiểu rõ. Có nghĩa nàng ta đã thăng chức rồi. Hơn nữa, còn trở thành một trong những thành viên cốt cán của thế lực khổng lồ thư viện Quan Huyên này. Quyền thế ngút trời. Diệp Huyên nói, hiện tại có lẽ cô hiểu rất rõ thư viện Quan Huyên rồi. Đúng chứ? Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói, Thanh Khâu và Dì Đinh đã rời đi, vài chuyện lúc trước bọn họ đảm nhận, hiện tại sẽ do cô thay thế, không có vấn đề gì chứ. Lý Bán Chi gật đầu, đương nhiên. Lúc này, nàng ta không kiềm được kích động. Đây không còn đơn giản là quyền thế ngút trời nữa rồi. Quả thực là dưới một người, trên vạn người. Nàng ta biết rõ Thư viện Quan Huyên hiện tại là thế lực ra sao. Đây là bá chủ siêu cấp của cả vũ trụ, sức ảnh hưởng này không có thế lực nào khác có thể sánh bằng. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, đương nhiên, bất kỳ quyết định gì, phải báo với ta trước.
Đương nhiên hắn không dám giao hết toàn bộ quyền lực cho Lý Bán Chi, đây không phải là vấn đề tin hay không tin, hắn biết quyền lực sẽ khiến người ta mê muội. Sở dĩ Thanh Khâu và dì Đinh không mê muội là vì trong mắt bọn họ, quyền lực này chỉ là một trò cười. Mà Lý Bán Chi thì chưa được, hiện tại thực lực nàng ta vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Nói chuyện với Lý Bán Chi một lúc, Diệp Huyên bỗng gọi Ám Quân. Ám Quân. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên nói, đi giúp ta đón vài người, bảo bọn họ lập tức đến chỗ ta, cứ nói ta cần bọn họ giúp. Ám Quân khẽ gật đầu, vâng. Một lúc sau, Ám Quân rời đi. Diệp Huyên chậm chậm bước đến trước đại điện, hắn nhìn phía xa, hiện tại, học viên quan huyên của vũ trụ tiểu quan đã có đến mười mấy vạn. Hơn nữa, các học viên này toàn bộ đều là các thiên tài siêu cấp đến từ các vũ trụ. Phàm là học viên tinh nhuệ, thì mục tiêu cuối cùng đều là ở đây. Hiện tại, hắn bỗng cảm thấy trọng trách thật nặng nề. Lúc này, một cô gái bỗng từ bên cạnh đi đến. Người đến chính là Thái Sơ Tỉnh của Thái Sơ Tộc. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Tỉnh khẽ cười. Diệp Huyên cười nói, đến rồi. Thái Sơ Tỉnh gật đầu. Bây giờ Thái Sơ Tộc cũng thuộc Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên nói, đến nội các ta đi. Thái Sơ Tỉnh gật đầu, không hề từ chối. Diệp Huyên bỗng xòe tay, từng luồng sáng trắng bỗng xuyên qua trán Thái Sơ Tỉnh, ngay sau đó. Một tâm pháp cổ xưa xuất hiện trong đầu Thái Sơ Tịnh. Thái Sơ Tịnh ngây người. Diệp Huyên cười nói, đây là một tâm pháp mà ta có được từ trong đại học cung, có thể đẩy mạnh thần hồn. Thái Sơ Tịnh nhìn Diệp Huyên, cảm tạ. Diệp Huyên cười nói, khách khí gì chứ? Thái Sơ Tịnh, bây giờ chúng ta sắp phải đối mặt với một vấn đề, chính là Thanh Khâu cô nương đi rồi, một vài người dã tâm bừng bừng sợ rằng sẽ có suy nghĩ khác. Dù sao, hàng năm ngươi cũng không ở trong thư viện. Diệp Huyên cười nói, bọn họ không dám. Thái Sơ Tịnh không hiểu, tại sao? Diệp Huyên chớp mắt, bởi vì bọn họ không rõ Thanh Khâu có quay về hay không. Thái Sơ Tịnh im lặng. Diệp Huyên lại nói, đương nhiên, ta cũng phải tạo ra quyền uy của bản thân. Nói rồi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, trước lúc ta rời đi. Nhất định phải hoàn thiện trật tự đã thiết lập trong thư viện. Hai canh giờ sau, một nhóm người xuất hiện tròn đại điện của Diệp Huyên. Người đứng đầu, chính là Thác Bạt Ngạn, những người khác còn có Mạc Vân Khởi và Kỳ An. Các bạn cũ từ Thanh Thành đều được hắn gọi đến. Ngoài ra, còn có một người nữa cũng đến. Một người hắn suýt nữa đã quên mất. Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, còn nhớ ta không? Cô gái không phải ai khác, mà chính là Liên Vạn Lý. Cũng là một vị nữ hoàng. Sở dĩ Diệp Huyên cảm thấy khá bất ngờ là bởi vì trong những người lần này hắn dặn Ám Quân đi đón không có Liên Vạn Lý, bởi vì trước đó Liên Vạn Lý đã không còn ở Thanh Châu. Hắn không ngờ đối phương cũng tới. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Diệp Huyên nhìn những người quen thuộc trước mắt, cười nói tới là tốt rồi. Mạc Vân Khởi cười nói, kiếm chút việc cho bọn ta làm đi. Diệp Huyên cười ha hả, yên tâm, kế tiếp sẽ có việc cho các người bận rộn. Mọi người nhìn nhau cười. Vẫn coi nhau là người thân quen. Ban đêm, Diệp Huyên và Kỳ An Chi cùng dạo bước trong vườn hoa, trên tinh không, một vầng trăng sáng lơ lửng, ánh trăng rải xuống mặt đất. Diệp Huyên cười nói, vẫn khỏe chứ? Kỳ An Chi khẽ gật đầu. Diệp Huyên chợt đưa tay kéo lấy tay của Kỳ An Chi cũng không phản kháng. Phụ nữ hắn từng tiếp xúc rất nhiều, nhưng phụ nữ hắn từng hứa hẹn lại rất ít. Hai người cứ chậm rãi bước đi như vậy, ai cũng không nói thêm lời nào, nhưng lại rất ấm áp. Giờ phút này, hai người giống như trở về thời điểm ở học viện Thương Lan trước đây. Diệp Huyên liên tưởng lúc đó và lúc này, tất cả thật giống như một giấc mơ, không chân thực đến vậy. Kỳ An Chi đột nhiên hỏi, bây giờ yên ổn rồi sao? Diệp Huyên mỉm cười, coi như vậy đi. Kỳ An Chi nghiêng đầu nhìn Diệp Huyên khẽ nói, ta còn cần thêm chút thời gian. Kỳ An Chi gật đầu, được. Diệp Huyên mỉm cười, kéo tay Kỳ An Chi tiếp tục đi về nơi xa. Hắn cũng rất thích khoảnh khắc yên tĩnh ấm áp này. Hắn không sắp xếp cho đám người Mạc Vân Khởi trực tiếp tiến vào nội các,
nếu hắn làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến những người khác bất mãn. Hơn nữa, đám người Mạc Vân Khởi còn chưa hiểu rõ về thư viện Quan Huyên, hắn chỉ có thể để đám người Mạc Vân Khởi tìm hiểu về toàn bộ thư viện Quan Huyên, sau đó sẽ sắp xếp cho bọn họ. Thư viện Quan Huyên nơi này khống chế toàn vũ trụ, nếu không hiểu rõ toàn diện vũ trụ Quan Huyên, quản lý như thế nào đây? Bởi vậy, cho tới bây giờ, nội các cũng chỉ có ba người là hắn, Lý Bán Chi và Thái Sơ Tịnh. Lần này, Diệp Huyên không còn ra ngoài đi lung tung, mà ngày ngày ngoài xử lý công việc của thư viện Quan Huyên ra thì đều tu luyện. Bây giờ, hắn đã không còn xoắn suýt chuyện cảnh giới hay không cảnh giới nữa, hắn chỉ tu luyện tâm pháp nhân gian và phương pháp gấp. Về phần rốt cuộc thực lực hiện giờ của hắn mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết, dù sao, loại cấp bậc giống như Thanh Thanh, chắc chắn đánh không lại, nhưng cấp bậc khác hẳn là dễ dàng đánh bại. Có lẽ bây giờ hắn sẽ chỉ gặp hai loại đối thủ, một loại là dễ dàng đánh bại hắn, một loại là hắn dễ dàng đánh bại. Đáng nói chính là, hắn cũng đang học tập Quan Huyên Pháp. Quan Huyên Pháp. Đây là bộ luật pháp toàn diện nhất toàn vũ trụ hiện giờ, hơn nữa, hễ thuộc quản lý của thư viện Quan Huyên, tất cả đều phải tuân thủ. Đây là do Thanh Khâu, Tần Quan và Đinh Thực Dược lập ra, bởi vậy, hắn cũng không hiểu rõ ràng. Mà với tư cách là viện trưởng của thư viện Quan Huyên, sao có thể không hiểu rõ luật pháp do chính mình ban bố chứ? Nhưng xem rồi, Diệp Huyên lại hơi xấu hổ. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vi phạm rất nhiều điều. Không thể không nói, luật pháp do ba cô gái lập ra thật sự rất toàn diện, hắn vốn muốn xem có chỗ nào cần bổ sung hay không, nhưng xem rồi, hắn lại phát hiện, không có bất kỳ chỗ nào cần bổ sung. Quan Huyên Pháp. Đây sẽ là cơ sở để cai trị toàn vũ trụ sau này. Lấy luật pháp cai trị vũ trụ. Đương nhiên, cũng không thể làm tới mức công bằng tuyệt đối, cho dù là trong thư viện Quan Huyên cũng không thể nào, sẽ luôn có người lợi dụng sơ hở. Đối với điều này, dù là ba người Thanh Khâu cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đặt ra hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Ngày hôm nay, Diệp Huyên đi vào Tiên Bảo Các, đáng nói chính là, bây giờ tổng bộ của Tiên Bảo Các cũng ở vũ trụ Tiểu Quan. Bởi vậy, vũ trụ Tiểu Quan có hai thế lực siêu cấp. Đương nhiên, hai bên chung sống vô cùng hòa thuận. Hơn nữa, hai bên đều coi đối phương là người một nhà, chỉ là mạnh ai nấy làm, không can thiệp vào chuyện của nhau. Thật ra, tổng bộ của Tiên Bảo Các phải là bản thân Tần Quan. Túi tiền của nàng ta chính là toàn bộ tài phú của Tiên Bảo Các. Bây giờ, người phụ trách của Tiên Bảo Các tại vũ trụ Tiểu Quan là Ứng Thanh. Ứng Thanh này chính là người đến từ tương lai lúc trước, mà bây giờ, nàng ta đã được Tần Quan thu nhận, hơn nữa, nhà đầu này thăng chức vô cùng nhanh, bây giờ trong Tiên Bảo Các, có thể nói là dưới một người trên muôn vạn người. Nhìn thấy Diệp Huyên đến, Ứng Thanh vội vàng ra đón. Mặc dù Tần Quan không ở đây, nhưng mệnh lệnh của Diệp Huyên, Tiên Bảo Các cũng phải nghe theo. Mặc dù Tần Quan chưa từng nói như vậy, thế nhưng, ai dám không nghe? Ai mà không biết các chủ và Diệp công tử có quan hệ gần gũi chứ? Diệp Huyên cười nói, Ứng cô nương, lại gặp nhau rồi. Ứng Thanh mỉm cười, Diệp công tử. Không thể không nói, bây giờ nàng ta đã không còn muốn trở về nữa rồi. Trong tương lai, nàng ta cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng ở nơi này, nàng ta có quyền thế ngút trời. Thật ra... Diệp Huyên cũng rất tò mò vì sao Tần Quan lại bồi dưỡng Ứng Thanh này thành người phụ trách, phải biết, Tần Quan có vô cùng nhiều thuộc hạ tài ba, thậm chí còn nhiều hơn thư viện Quan Huyên. Nhưng mà, sau khi Tần Quan rời đi, lại dứt khoát cho Ứng Thanh làm người phụ trách của Tiên Bảo Các. Diệp Huyên cười nói, Ứng Thanh cô nương, chẳng lẽ cô không muốn trở về sao? Ứng Thanh lắc đầu cười, trở về làm gì? Bây giờ ta chỉ muốn ở chỗ này. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cũng tốt. Ứng Thanh nói, Diệp công tử đến đây là muốn hỏi một số chuyện liên quan đến tương lai sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ứng Thanh im lặng hồi lâu, sau đó nói, Diệp công tử, trong tương lai, quả thật thư viện Quan Huyên xảy ra thay đổi lớn, ít nhất là như vậy trong hệ ngân hà. Diệp Huyên cười nói, ta không phải muốn hỏi chuyện này, mà ta muốn hỏi trong tương lai ta có con trai hay không? Con trai. Vẻ mặt Ứng Thanh lập tức trở nên kỳ lạ. Diệp Huyên tò mò, sao vậy? Ứng Thanh do dự chốc lát,
sau đó nói, tất nhiên ngươi có con trai rồi, nhưng mà ta cũng không biết là ai. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Ứng Thanh cười gượng, ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé, sao có thể tiếp xúc với nhân vật nòng cốt của thư viện Quan Huyên? Hơn nữa, đối với đoạn lịch sử này, bọn ta cũng chỉ biết sơ sơ. Nói xong, nàng ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, Diệp công tử, mặc dù hệ ngân hà kia rất đặc thù, nhưng so với toàn vũ trụ thì còn chẳng bằng hạt bụi. Trừ một vài người đặc biệt ra, hầu hết mọi người đều không cách nào rời khỏi hệ ngân hà. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn lại hỏi, vậy có biết là con trai do ta và ai sinh hay không? Ứng Thanh nhìn Diệp Huyên, không biết. Diệp Huyên không nói gì. Ứng Thanh cười gượng, dù sao thì ngươi có rất nhiều thê tử. Diệp Huyên lúng túng, lập tức đổi đề tài, khi tiểu quan rời đi có nói gì không? Ứng Thanh nói, dặn ta quản lý tiên bảo các cho tốt, đồng thời thành lập truyền tống trận trên toàn vũ trụ, rút ngắn khoảng cách giữa các tinh vực vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, chuyện này quả thật cần thiết. Truyền tống trận. Sở dĩ tiểu quan tiêu xài nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì truyền tống trận này, muốn thành lập truyền tống trận trên toàn vũ trụ, không thể không nói, chuyện này thật sự rất tốn tiền. Trước mắt cũng chỉ có tần quan mới làm được, nhưng mà, chỉ cần thành công, lợi nhuận cũng vô cùng khủng khiếp, hơn nữa còn chỉ có duy nhất một nhà này. Nghĩ tới lợi nhuận về sau của những truyền tống trận này, Diệp Huyên cũng không nhịn được hâm mộ. Đây thật sự chính là nằm không cũng có thể kiếm tiền nha. Sau khi nói thêm vài câu, Diệp Huyên rời khỏi tiên bảo các. Nhìn Diệp Huyên rời đi, Ứng Thanh khẽ nói, kiếm chủ nhân gian. Trong tương lai, cái tên này vô cùng vang dội. Toàn vũ trụ, không ai không biết, không người không hay. Trong điện, Lý Bán Chi đang báo cáo một số công việc cho Diệp Huyên. Cứ cách 3 ngày là nàng ta phải báo cáo công việc với Diệp Huyên một lần. Nàng ta biết, đây là Diệp Huyên đang hạn chế nàng ta, đương nhiên, nàng ta cũng hiểu được. Chức vị hiện giờ của nàng ta quả thật là quyền cao chức trọng. Thậm chí mấy đại viện chủ cũng phải phối hợp làm việc với nàng ta. Điều này khủng bố xiết bao. Người khác cũng không dám không phối hợp, bây giờ nàng ta tương đương với thư ký của Diệp Huyên. Một lát sau, Lý Bán Chi dừng lại, sau đó nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, phản loạn. Lý Bán Chi gật đầu, tinh vực Nam Lăng xảy ra phản loạn, thư viện Quan Huyên ở nơi đó bị vây công. Phản loạn chính là Nam Lăng tộc, một đại tộc của tinh vực Nam Lăng. Nói xong, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, lúc trước tộc này đã đồng ý quy thuận thư viện Quan Huyên, đồng thời bằng lòng trợ giúp thư viện Quan Huyên chúng ta thành lập thư viện. Bây giờ đột nhiên làm phản, ắt phải có điều kỳ quái. Diệp Huyên gật đầu, đối phương biết hậu quả của việc tấn công thư viện Quan Huyên nhưng vẫn làm, chắc chắn không tầm thường. Đi thôi, chúng ta đi một chuyến. Lý Bán Chi sửng sốt, chúng ta đi. Dưới cái nhìn của nàng ta, đây chỉ là một chuyện còn con. Bởi vì so với toàn bộ vũ trụ Quan Huyên, tinh vực Nam Lăng còn chẳng được coi là một thôn trang nhỏ. Trong suy nghĩ của nàng ta, tùy tiện phái một trưởng lão đi là có thể giải quyết rồi. Không phải nàng ta không coi trọng chuyện này, mà thư viện Quan Huyên thật sự có rất nhiều chuyện. Diệp Huyên chợt nói, ta có dự cảm chẳng lành. Lý Bán Chi hơi do dự, sau đó nói, ngươi cảm thấy nội bộ thư viện Quan Huyên chúng ta xuất hiện vấn đề. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ đây chỉ là mới bùng nổ, chắc chắn còn rất nhiều thứ chưa bùng nổ. Cho dù như thế nào, chúng ta vẫn nên đi xem thử, nhiều khi có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề từ địa phương nhỏ lẻ. Lý Bán Chi gật đầu, vâng. Diệp Huyên đứng dậy, mang Lý Bán Chi biến mất khỏi nơi này. Tinh vực Nam Lăng. Diệp Huyên hơi thay đổi khuôn mặt của mình, lần này hắn tới chủ yếu là để điều tra, không phải là để khoe khoang, phải khiêm tốn một chút. Còn Lý Bán Chi thì không cần, mặc dù nàng ta là người của nội các, nhưng tên tuổi trên toàn vũ trụ vẫn rất thấp. Hai người đi tới Nam Lăng tộc, mà vừa tới Nam Lăng tộc đã phát hiện, không khí nơi này vô cùng căng thẳng, hơn nữa hai người còn phát hiện, tộc nhân của Nam Lăng tộc đang rút lui vào trong Nam Lăng thành. Diệp Huyên nhìn những tộc nhân Nam Lăng đang hoảng hốt trốn đi kia, khẽ nói, bọn họ sợ thư viện Quan Huyên trả thù. Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói, đi gặp tộc trưởng Nam Lăng tộc.
hai người đi về phía Nam Lăng tộc, chỉ thoáng chốc, hai người đã đến phủ đệ của Nam Lăng tộc, Lý Bán Chi gõ cửa, chỉ chốc lát đã có một ông lão ra mở cửa, ông lão nhìn hai người Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng đề phòng, các ngươi là. Diệp Huyên nói, thư viện quan Huyên. Đệt. Ông lão nghe vậy thì như bị sét đánh, liên tục lùi về phía sau, tiếp đó sẩy chân một cái, lảo đảo rồi lăn mấy vòng trên mặt đất. Sắc mặt Diệp Huyên và Lý Bán Chi bỗng trở nên lúng túng. Từ bao giờ mà thanh danh của thư viện quan Huyên lại trở nên đáng sợ như thế? Sắc mặt của Diệp Huyên có chút âm u. Đương nhiên hắn cũng không kết luận điều gì, còn phải điều tra rõ ràng đã. Diệp Huyên dẫn theo Lý Bán Chi vào trong phủ. Lúc này, ở nơi xa, một ông lão đi ra nghênh đón, bên cạnh ông lão còn có một cô gái mặc váy tím và một đám lão già khác. Mọi người đều có thái độ như gặp phải kẻ thù, vẻ mặt phòng bị. Diệp Huyên nhìn ông lão đi đầu, ông là tộc trưởng Nam Lăng tộc. Ông lão nhìn Diệp Huyên, cảnh giác đáp, phải. Diệp Huyên gật đầu, ta là thư viện quan Huyên. Ông lão trầm giọng, thư viện quan Huyên của tinh vực Nam Lăng hay là nơi khác? Diệp Huyên, nơi khác. Nghe thế, sắc mặt ông ta mới dễ nhìn hơn đôi chút. Diệp Huyên, nói tỉ mỉ về đầu đuôi chuyện này xem. Ông lão đang định nói chuyện, đúng lúc này, một khí tức cường đại phủ xuống từ trên không trung. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mày nhíu lại. Rất nhanh, một lão già mặc áo đen xuất hiện trong không trung, thấy người này, sắc mặt mấy người tộc trưởng Nam Lăng tộc lại trở nên khó coi. Lão già áo đen nhìn xuống mấy người bên dưới, châm chọc, còn chưa mang người trong tộc rút đi sao? Nam Lăng Lâm, người đánh người của thư viện quan Huyên, đây là chuyện phải tru di cả cửu tộc, người cho rằng tộc của mình còn có thể sống sót sao? Nam Lăng Lâm trầm giọng, cô trưởng lão, người thật sự muốn tuyệt đường sống người khác vậy sao? Cô trưởng lão bỗng hung dữ đáp, ta đã cho Nam Lăng tộc cơ hội, là chính người không biết điều. Sắc mặt Nam Lăng Lâm vẫn chẳng dễ nhìn, cô trưởng lão, người muốn một năm phải dâng mấy trăm vạn tử tinh, một gia tộc nhỏ như Nam Lăng chúng ta thì sao gánh được? Thêm nữa, lần này đã có quan Huyên Pháp, người không sợ bị thư viện quan Huyên trừng phạt sao? Biến mẹ quan Huyên Pháp đi. Cô trưởng lão rẻ bỉu, chả biết là thứ vớ vẩn gì, chỉ dùng để hù dọa người khác thôi, từ trên xuống dưới thư viện quan Huyên, có ai không tham ô? Diệp Huyên quay đầu nhìn Lý Bán Chi, Lý Bán Chi lại có chút do dự rồi nói, ta không có tham ô. Nàng ta thật sự không tham ô mà. Đùa à, với cấp bậc như nàng ta, còn cần tham ô chắc. Diệp Huyên thở dài. Nếu như thư viện quan Huyên không xử lý đàng hoàng thì sẽ biến thành như đạo môn vậy. Tham ô từ trên xuống dưới. Nhìn đi, bút đại đạo còn tham ô cơ mà. Phía xa, mấy người Nam Lăng Lâm chẳng mấy dễ chịu. Diệp Huyên bên cạnh chợt nói, tộc trưởng Nam Lăng Lâm, vì sao các ngươi không tìm cấp trên? Tìm cấp trên? Nam Lăng Lâm cười khổ, chúng ta cũng muốn kiện lên trên nhưng đó là việc không thể. Tại sao? Cô gái váy tím bên cạnh Nam Lăng Lâm lên tiếng, công tử, người đúng là không biết nhân gian khó khăn. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là người của thư viện quan Huyên thì ngươi sẽ để chúng ta kiện lên trên sao? Chúng ta có thể ra khỏi tinh vực Nam Lăng à? Nói xong, nàng ta khẽ cười, e là còn chưa ra khỏi tinh vực là chúng ta đã bốc hơi khỏi thế gian rồi. Diệp Huyên im lặng. Cô gái váy tím lại nói, sợ là ngươi không biết cuộc sống đen tối cỡ nào. Diệp Huyên gật đầu, là vấn đề của ta. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên rồi lại nhìn cô trưởng lão trên không, chẳng nói gì nữa. Lúc này, cô trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, còn muốn tìm lên trên. Nhìn đi, ở đây có kẻ thông minh ghê chưa? Diệp Huyên. Cô trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi không phải người Nam Lăng tộc. Diệp Huyên gật đầu, ta đúng là không phải người Nam Lăng tộc, ta là. Cô trưởng lão giận tím mặt, ngươi là thằng ngu từ đâu nhảy ra. Ta làm việc cho thư viện quan Huyên, đó là việc mà ngươi có thể nhúng tay sao? Diệp Huyên nghe thế, trong lòng cũng hiểu đại khác rồi. Hiển nhiên là lão già này đang tham ô. Hơn nữa còn là tham một cách quá đáng, ép tới mức người ta không thể không phản kháng. Cô trưởng lão hỏi, ngươi là ai? Giờ phút này, ông ta bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Trong tình huống bình thường,
ai dám đối đầu với thư viện Quan Huyên? Diệp Huyên liếc ông ta rồi nói, theo Quan Huyên pháp, kẻ tham ô, xử tử tại chỗ. Cô trưởng lão giễu cợt, người đang dọa ta sao? Ta cho người biết, trong tinh vực Nam Lăng này, Nam viện thủ của chúng ta là trời, là tất cả. Còn về vũ trụ tiểu quan, trời xa, hoàng đế xa, người nghĩ họ sẽ để ý nơi nhỏ bé này sao? Diệp Huyên gật đầu, vậy kêu Nam viện thủ các ngươi tới. Cô trưởng lão đang định nói chuyện, một người mặc áo bào đen xuất hiện trước mặt ông ta, rồi một con dao găm đè lên yết hầu ông ta. Mọi người sửng sốt, người mặc áo đen không giết cô trưởng lão, hiển nhiên đây là ý của Diệp Huyên. Cô trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có biết mình đang làm gì không? Ta là thư viện Quan Huyên, người dám ra tay với người của thư viện Quan Huyên sao? Người có biết chuyện này sẽ mang lại cho người kết cục gì không? Diệp Huyên bình thản, kết cục gì? Dám động tới một sợi tóc của ta thôi, kiếm chủ nhân gian sẽ diệt 10 tộc của ngươi. Lý Bán Chi quay đầu, không nỡ nhìn thẳng. Diệp Huyên nhìn cô trưởng lão, ta cá là hắn không dám đâu. Cô trưởng lão nở nụ cười, không dám. Ha ha, con kiến hôi, người có biết sự lợi hại của kiếm chủ nhân gian không? Ngay cả cha ruột, hắn còn dám giết thì còn gì mà không dám làm? Trời má! Diệp Huyên nheo mắt, người nghe ai nói thế? Ta cho người biết, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói lung tung đâu. Cô trưởng lão cười lạnh, người đời đều biết. Diệp Huyên đen mặt. Mẹ kiếp! Mình dám giết cha từ bao giờ thế? Đây không phải là nói tào lao à? Đúng lúc này, trong không trung, một người đàn ông trung niên đi tới. Thấy người tới, cô trưởng lão tức khắc như thấy được cứu tình, Nam viện thủ, cứu ta. Nam viện thủ. Nghe thấy lời của cô trưởng lão, người Nam Lăng tộc lại không ổn. Nam viện thủ không để ý cô trưởng lão mà nhìn Diệp Huyên, vị công tử này, nên xưng hô thế nào? Diệp Huyên cười nói, ta là thư viện Quan Huyên. Nam viện thủ, ta cũng đoán được. Diệp Huyên kinh ngạc, đoán được sao? Nam viện thủ, trong trời đất này, dám xen vào chuyện của thư viện Quan Huyên, chỉ có người của thư viện Quan Huyên thôi. Diệp Huyên im lặng. Đúng là biết cách ra vẻ. Nam viện thủ cười, không biết các hạ là người nào của thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên có rất nhiều người. Diệp Huyên cười hỏi, người cảm thấy sao? Nam viện thủ lắc đầu cười, đã là người một nhà thì ta cũng nói luôn hai lựa chọn. Một, Nam Lăng tộc phạm thượng. Công khai tấn công thư viện Quan Huyên, đây là làm phản, giết ngay tại chỗ, bảo vật của Nam Lăng tộc thì chúng ta chia đôi. Nam Lăng Lâm ở cạnh giận tái mặt, Nam viện thủ, Nam Lăng tộc ta tấn công thư viện Quan Huyên bao giờ? Ngươi đừng nói năng sằng bậy. Nam viện thủ liếc Nam Lăng Lâm, ta nói các ngươi tấn công thì là các ngươi tấn công. Ngươi nói đại diện tin ngươi hay tin ta? Nghe thế, sắc mặt Nam Lăng Lâm lại càng khó nhìn. Chắc chắn đại diện sẽ tin Nam viện thủ. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, thế lựa chọn thứ hai? Nam viện thủ, lựa chọn thứ hai là chúng ta giết luôn các ngươi, cuối cùng báo cáo lên trên là các ngươi bị Nam Lăng tộc giết, chúng ta báo thủ cho các ngươi. Diệp Huyên cười giỏi dữ nha. Lý Bán Chi đột nhiên lên tiếng, ngươi không thực hiện lựa chọn thứ hai vì không biết rõ lai lịch thật của chúng ta phải không? Nam viện thủ, đúng. Lý Bán Chi nhìn ông ta, vậy có muốn chúng ta là ai không? Nam viện thủ, ta không biết các ngươi là ai nhưng ta cho các ngươi biết, Nam Thiên trưởng lão là ông nội ta. Nam Thiên. Nghe vậy, Diệp Huyên và Lý Bán Chi nhìn nhau, có chút khó hiểu. Nam Thiên trưởng lão. Thấy hai người mờ mịt, Nam viện thủ cười ha ha, xem ra ta đã đánh giá cao thân phận các ngươi rồi. Ngay cả Nam Thiên trưởng lão cũng không biết. Nghe vậy, hai người Diệp Huyên nhìn sang Nam viện thủ, nội các. Nam viện thủ, xem ra các ngươi cũng chỉ là lính quèn. Ngươi không biết kiếm chủ nhân gian đã thành lập nội các à? Diệp Huyên nói, trong nội các có Nam Thiên trưởng lão à? Nam viện thủ, tất nhiên, ông nội ta là người đứng đầu nội các, dưới một người, trên vạn người. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi, không phải người đứng đầu nội các là ngươi à? Lý Bán Chi do dự, sau đó nói, ta cũng mờ mịt quá chừng. Trong không trung, Nam viện thủ, đừng nói cướp sạch một Nam Lăng tộc,
dù là giết các ngươi, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Huyên nói, dù là người đứng đầu nội các thì cũng phải tuân thủ quan huyên pháp, không đúng à? Nam viện thủ cười mỉa, quan huyên pháp chỉ là thứ nhằm vào dân chúng tầng chót. Người có bản lĩnh thì ai tuân thủ quan huyên pháp, ngay cả chức thủ phụ nội các ngươi biết ý nghĩa của nó không? Là dưới một trên vạn, chính là người đứng trên người, trừ kiếm chủ nhân gian, thủ phụ cần để ý tới ai? Về phần quan huyên pháp, đừng nói tuân thủ, dù là hủy bỏ nó thì đó cũng chỉ là một câu của thủ phụ. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi đen mặt rồi. Mẹ nó! Nàng ta chưa từng có khát vọng giết người như hiện tại. Cái tên úng não này nói thế thì e là mình sẽ bị tước quyền mất. Đúng lúc này, nam viện thủ lại lên tiếng, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với các ngươi, không cần biết các ngươi là ai, chết hết đi. Sau đó ông ta vung tay phải, xung quanh xuất hiện thêm mấy trăm cường giả của thư viện quan huyên. Xa xa, sắc mặt Nam Lăng Lâm biến đổi, cô gái váy tím kéo tay áo ông ta, khẽ nói, cha đừng hoảng. Nam viện thủ này tiêu rồi. Nam Lăng Lâm sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyên nhìn mấy cường giả thư viện quan huyên kia, mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên bay ra, vẻ ngoài khôi phục như cũ. Nam viện thủ cười lạnh, còn muốn phản kháng sao? Diệp Huyên chĩa kiếm vào ông ta, người không biết thanh kiếm này sao? Nam viện thủ cười lớn, ta phải biết thanh kiếm tàn này sao? Diệp Huyên im lặng, nam viện thủ tức giận chỉ vào Diệp Huyên, chém chết hắn, có chuyện gì thì ông nội ta gánh. Ông nội gánh hết. Nghe thấy lời của nam viện thủ, các cao thủ học viện quan huyên trong sân lập tức lao về phía Diệp Huyên. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức u ám. Dừng tay. Ngay lúc này, một tiếng quát bỗng vang lên từ chân trời, sau đó, thời không bỗng chốc xé rách, sau đó, một ông lão phá không đi đến. Mà sau lưng ông lão, còn có mấy vạn cao thủ đáng sợ nữa. Mọi người đều sững sờ. Sau khi ông lão xuất hiện, nam viện thủ kia chợt ngây người, sau đó cười nói, thì ra là Mộ Xuyên viện thủ. Mộ Xuyên viện thủ. Đây là viện thủ của thư viện quan huyên tinh vực Thiên Hà. Mà tinh vực Thiên Hà so với tinh vực Nam Lăng còn cao hơn mấy bậc, hơn nữa, thư viện quan huyên tinh vực Nam Lăng cũng do tinh vực Thiên Hà quản. Là quan hệ cấp trên cấp dưới. Mà Mộ Xuyên lại trực tiếp bỏ qua nam viện thủ, ông ấy nhanh chân bước đến trước mặt Diệp Huyên và Lý Bán Chi, sau đó trước ánh mắt kinh sợ của mọi người, cẩn thận thi lễ, bái kiến viện trưởng. Viện trưởng. Nghe vậy, các cao thủ thư viện quan huyên trong sân đều sững sờ. Nhất là các cao thủ thư viện quan huyên tinh vực Nam Lăng. Viện trưởng. Viện trưởng gì? Nam viện thủ cũng hoảng hốt, Mộ Xuyên viện thủ, ông đang nói gì? Mộ Xuyên viện thủ tức giận nói, vị này là Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng. Lúc này ông ta chỉ hận không nuốt sống nam viện thủ này thôi. Cử cao thủ thư viện quan huyên đi tấn công Diệp viện trưởng. Khi biết tin này, ông ta suýt nữa đã bị dọa chết rồi. Diệp viện trưởng này ngay cả cha ruột cũng dám giết đấy. Nghe thấy lời của Mộ Xuyên, sắc mặt nhóm người nam viện thủ lập tức trở nên vô cùng kích động, sau đó, nam viện thủ trực tiếp quay người bỏ chạy. Thế nhưng sau đó, một luồng sáng lạnh bỗng xuyên qua ngực, ghim chặt ông ta tại chỗ. Mà các cao thủ thư viện quan huyên còn lại thì vẻ mặt tái nhợt mờ mịt. Lúc này, bọn họ hoang mang lo sợ cực độ. Diệp Huyên nhìn nam viện thủ bị ghim chặt tại chỗ kia, sau đó nhìn Mộ Xuyên viện thủ, chuyện của tinh vực Nam Lăng, người có biết không? Vẻ mặt Mộ Xuyên khẽ thay đổi, vội nói, ta không biết chuyện gì. Diệp Huyên xòe tay, một người áo đen bỗng xuất hiện trước mặt hắn, người áo đen lấy ra một cuốn sổ cổ đặt vào trong tay Diệp Huyên, sau đó lẳng lặng biến mất. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, nàng ta biết, người áo đen khi nãy chính là người của ám viện. Ám viện. Đây cũng là tổ chức tình báo chỉ nghe theo Diệp Huyên và tầm quan, trải rộng khắp cả vũ trụ, rất đáng sợ. Diệp Huyên cười nói, ngươi tự xem đi. Nói xong, cuốn sổ kia chầm chầm bay đến trước mặt Mộ Xuyên viện chủ. Mộ Xuyên nhận lấy xem, sắc mặt thoáng chốc đã trắng nhợt, thân thể ông ta cũng bắt đầu run rẩy. Ông ta biết, mình sắp xong đời rồi. Nhưng, ông ta vẫn muốn giãy giụa một chút. Mộ Xuyên vội nói, viện trưởng, ta không phải không biết,
mà căn bản không dám quản, bởi vì hắn nói ông nội hắn là thủ phụ trong nội các thư viện quan huyên. Diệp Huyên cười nói, ngươi tin. Mộ Xuyên cười khổ, ta không dám không tin. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Mộ Xuyên chần chừ rồi nói, ta cũng từng nghi ngờ, nhưng nhỡ đâu là thật thì sao? Diệp Huyên im lặng. Mộ Xuyên cười khổ, viện trưởng, ta muốn báo cáo. Diệp Huyên nhìn Mộ Xuyên, báo cáo. Mộ Xuyên vội gật đầu, đúng vậy, ngoài nam viện thủ, còn có rất nhiều người tham ô, nhưng, ta không dám nói, bởi vì bọn họ đều có người ở vũ trụ tiểu quan. Nói rồi, ông ta lấy ra một quyển sổ trục đưa cho Diệp Huyên, viện trưởng, người xem. Diệp Huyên nhận lấy quyển sổ rồi đọc, một lúc sau, hắn chỉ im lặng. Đây chỉ là một góc tảng băng chìm. Lúc này, đột nhiên hắn cũng thông cảm cho chủ nhân bút đại đạo rồi. Chủ nhân bút đại đạo muốn khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng, y không thể thay đổi nhân tính thuộc hạ của bản thân y. Nhân tính tham lam. Mà thư viện quan huyên mới vừa thành lập, bây giờ đã xuất hiện tình trạng như vậy, thế không bao lâu nữa, thư viện quan huyên có khả năng sẽ trở thành kẻ ác bá siêu cấp khắp vũ trụ vô biên. Đồ long biến thành ác long. Trong sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyên, không dám nói gì. Mà nhóm người Nam Lăng tộc ở bên cạnh thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Viện trưởng thư viện quan huyên đến rồi. Bọn họ có thể được sống rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng rất nghi ngờ, kiểu nhân vật lớn như vậy sao lại đích thân đến tinh vực Nam Lăng chứ? Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nhưng nàng ta biết, vũ trụ quan huyên phải thay đổi rồi. Diệp Huyên cất quyển sổ kia, sau đó nói, người đâu? Vừa dứt lời, ám quân đã xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn nhóm người Nam viện thủ, người của thư viện quan huyên tinh vực Nam Lăng, hễ là kẻ tham gia vào chuyện hôm nay, lập tức lăng trì, giam cầm linh hồn trong thư viện trăm năm, cảnh tĩnh mọi người. Nghe vậy, sắc mặt các cao thủ tinh vực Nam Lăng lập tức thay đổi, đều quỳ xuống cầu xin. Thế nhưng sau đó, từng tàn ánh lướt qua trong sân, sau đó, trong ánh nhìn kinh sợ của mọi người, các cao thủ kia ai ai cũng bị lăng trì chém giết. Đẫm máu. Mà các cao thủ thư viện tinh vực Thiên Hà vội chạy tới nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng nhợt, không còn chút máu. Ai ai cũng run rẩy sợ hãi. Người đứng đầu như Mộ Xuyên cũng đổ cả mồ hôi lạnh. Quá đẫm máu. Không hổ là kẻ dám giết cha. Trong sân, từng tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Diệp Huyên chậm rãi bước đến trước mặt mấy người Nam Lăng tộc, thấy Diệp Huyên đi đến, mọi người đều có phần sợ hãi. Thủ đoạn vị Diệp viện trưởng này thật sự rất tàn nhẫn. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy rất vui mừng. Diệp Huyên nhìn Nam Lăng Lâm đứng đầu, ta thay mặt thư viện xin lỗi với Nam Lăng tộc. Nam Lăng Lâm vội xua tay, Diệp viện trưởng, không cần. Diệp Huyên nói, lúc trước ta đã nói, thành lập thư viện, cũng là vì có sự trợ giúp của các ngươi, đúng chứ? Nam Lăng Lâm gật đầu, trong lòng phức tạp, ông ta cũng không ngờ, vừa giúp thư viện quan huyên thành lập tứ viện thì tên này đã đến hút máu ông ta rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nhìn Lý Bán Chi đi đến, nàng ta khẽ cười, nhìn cô gái váy tím, ta thấy cô nương này không tệ, không biết cô nương có nguyện ý cùng ta đến vũ trụ tiểu quan không? Nàng ta biết, Diệp Huyên muốn bồi thường cho Nam Lăng tộc, nhưng lại không biết nên bồi thường thế nào. Cho tiền. Hình như không đủ thành ý. Nghe thấy lời của Lý Bán Chi, vẻ mặt Diệp Huyên cũng tươi cười. Còn Nam Lăng tộc thì đều kích động. Đến vũ trụ tiểu quan. Thế nào là một bước lên trời? Chính là đây. Cô gái váy tím đi ra, kính cẩn thi lễ với Lý Bán Chi, Nam Lăng Hàn ta nguyện ý. Nam Lăng Hàn. Diệp Huyên nhìn cô gái váy tím, không nói gì. Lý Bán Chi lại tươi cười đầy ý vị. Trong sân, người của Nam Lăng tộc vui mừng hoan hô. Diệp Huyên quay người nhìn Mộ Xuyên viện thủ, tội của các ngươi, thư viện sẽ đến phán, đợi thông báo đi. Nói xong, người của viện ám trực tiếp dẫn người đi. Diệp Huyên quay người rời đi. Lý Bán Chi đưa Nam Lăng Hàn vội đi theo, sau lưng. Nam Lăng Lâm lúc này mặt đã rơi đầy lệ. Ông ta biết, vận mệnh Nam Lăng tộc đã thay đổi rồi.
Mà chuyện ông ta không biết là, đây chỉ là khởi đầu của Nam Lăng tộc, thời điểm Nam Lăng tộc thật sự cất cánh, là 2000 năm sau. Trong tinh không, Diệp Huyên chậm chậm bước đi. Lý Bán Chi và Nam Lăng Hàn đi theo bên cạnh hắn. Lý Bán Chi nói, ta có cách. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi biết, là người thì sẽ có lòng riêng thì sẽ tham lam, cho dù gia tăng hình phạt, cũng không thể loại bỏ được lòng tham con người. Vì vậy, cách của ta chính là, luật báo cáo. Diệp Huyên không hiểu, luật báo cáo. Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy, có thể thêm luật báo cáo vào trong quan huyên pháp, cứ là người báo cáo thì có thể có được phần thưởng tương ứng, ví dụ như công pháp tu luyện, tài nguyên tu luyện, còn có. Nói rồi, nàng ta khẽ cười, còn có cơ hội thăng cấp. Cách thăng cấp hiện tại của chúng ta, là theo điểm, chỉ cần báo cáo, thì có thể đạt được điểm, hơn nữa, còn có thể được ám quyền bảo vệ. Diệp Huyên im lặng. Nam Lăng Hàn ở bên cạnh do dự chốc lát rồi nói, ta cũng có một cách. Hai người nhìn Nam Lăng Hàn, Nam Lăng Hàn nghiêm túc nói, các của Lý Thủ Phụ rất tốt, bởi vì là người thì đều có lòng riêng, nếu người đứng đầu muốn tham ô, người bên dưới chắc chắn sẽ muốn lên trước đó, chỉ cần bọn họ muốn lên chứ, thì sẽ báo cáo, mà người đứng đầu cũng biết chuyện này, vì vậy, sẽ kiêng kỵ, vì vậy, các tầng lớp thư viện sẽ có sự đề phòng lẫn nhau. Nhưng, nói rồi, nàng ta chần chừ rồi nhìn Lý Bán Chi. Nàng ta là nhìn Lý Bán Chi. Thấy vậy, Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, nhà đầu này, tâm tư không đơn giản. Nàng ta muốn thể hiện, nhưng lại không thể không kiêng dè Lý Bán Chi, ánh mắt này thể hiện sự tôn trọng, cũng thể hiện sự thần phục và lấy lòng. Sao lại không lấy lòng hắn? Rất đơn giản, vì nàng ta rất thông minh. Lấy lòng cấp trên của cấp trên ở trước mặt cấp trên mình. Đây chẳng phải tự tìm đường chế sao? Lý Bán Chi sao lại không hiểu tâm tư nha đầu này được chứ? Lập tức cười nói, ngươi nói tiếp đi. Được Lý Bán Chi mớm lời, Nam Lăng Hàn khẽ gật đầu, nói tiếp, có một vấn đề căn bản, chính là ở một vài địa phương nhỏ, nếu xảy ra chuyện không công bằng, chúng ta căn bản không thể khiếu nại. Vì vậy, suy nghĩ của ta là, chúng ta có thể thành lập một cơ quan đặc thù độc lập ở mỗi nơi có thư viện. Cơ quan này có thể chạy dọc cả vũ trụ tiểu quan, giống như một đường dây khiếu nại, có thể trực tiếp để tầng lớp cai quản vũ trụ tiểu quan nghe thấy âm thanh từ các nơi. Diệp Huyên và Lý Bán Chi đưa mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Cách này có thể, thấy vậy, Nam Lăng Hàn hứng chí nói tiếp, đương nhiên, trên có đối sách, dưới sẽ có đối phó, thành lập cơ quan độc lập này rồi, nếu thư viện quan huyên ở nơi đó quyền thế quá lớn, có thể sẽ không chế cơ quan đặc biệt ở nơi đó. Hoặc hai bên thông đồng làm bậy. Hoặc là, quyền lực của người cơ quan đặc biệt này quá lớn, sẽ khống chế ngược lại thư viện. Vì vậy, đề nghị của ta là cơ quan độc lập này, chỉ có quyền giám sát và quyền điều tra, chứ không có quyền xử phạt. Như vậy, cơ quan đặc biệt này và thư viện sẽ giám sát lẫn nhau, khống chế lẫn nhau. Ngoài ra, còn có thể dùng cách của Lý Thủ Phụ, người báo cáo và lập công, sẽ thêm điểm, có cơ hội thăng chức. Lý Bán Chi trầm tư một lúc. Sau đó nói, cách này có thể. Chỉ cần tầng lớp cao của vũ trụ tiểu quan không xảy ra vấn đề, thì vũ trụ quan huyên sẽ không loạn được. Diệp Huyên gật đầu, nếu tầng lớp cao vũ trụ tiểu quan có vấn đề vậy thì phương án cũng không dùng được. Tầng lớp cao đều bị mục xuống, thì người bên dưới sao lại không sa đọa được. Nam Lăng Hàn dư dự chốc lát rồi nói, ta còn có một cách nữa. Hai người nhìn Nam Lăng Hàn. Nam Lăng Hàn khẽ nói, ta có thể nói không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Nam Lăng Hàn lấy dũng khí, theo ta biết, thư viện quan huyên có rất nhiều phe phái, bởi vì đây là một thư viện được tạo thành từ vô số thế lực, phe phái rất nhiều, thì sẽ xuất hiện nhiều tranh đấu nội bộ. Nói rồi, nàng ta cẩn thận nhìn Lý Bán Chi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Lý Bán Chi đại diện cho Lý Tộc, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Lý Bán Chi im lặng. Vấn đề về phe phái, đương nhiên nàng ta biết rất rõ, mà nàng ta cũng không có cách. Hoặc nên nói là, cho dù Thanh Khâu cô nương và Tần Quan cô nương ở đây cũng không có cách. Vấn đề này, không thể giải quyết. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây là một vấn đề lớn, bởi vì không chỉ có tranh chấp phe phái, hơn nữa, những thế lực này cũng tương đương với chư hầu trong thư viện quan huyên. Diệp Huyên nhìn Nam Lăng Hàn, người có cách gì giải quyết? Nam Lăng Hàn do dự rồi nói,
xé nhỏ các thể lực lớn nhất, thực thi cách thôi ân, để bọn họ không ngừng chia nhỏ, làm suy yếu bọn họ hoàn toàn. Nói đến đây, nàng ta không nói thêm nữa. Mà trong sân, ba người đều im lặng. Chiêu này quá tàn nhẫn. Vẻ mặt Lý Bán Chi bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên nhìn Nam Lăng Hàn, trong lòng kinh ngạc. Nhà đầu này, là nhân tài đấy. Đương nhiên, đề nghị này có hơi liều lĩnh. Bởi vì như vậy sẽ khiến nàng ta có khả năng sẽ đắc tội với Lý Bán Chi và một vài đại tộc trong thư viện Quan Huyên. Lúc này, Nam Lăng Hàn khẽ thi lễ với Lý Bán Chi, sau đó nói, ta và Lý Thủ Phụ tuy mới gặp nhau, nhưng ta biết Lý Thủ Phụ không phải người thường, vì vậy, mới dám ở trước mặt Lý Thủ Phụ đưa ra đề nghị này. Lý Bán Chi cười nói, ngươi có biết, đề nghị này của ngươi ban đầu từng có người nhắc đến rồi không? Nam Lăng Hàn chợt ngây người, sau đó nói, cách xé nhỏ này, cách này, có người từng nhắc đến rồi sao? Lý Bán Chi cười nói, đúng vậy, người nhắc đến cách này, là Tần Quan cô nương. Nam Lăng Hàn khẽ nhíu mày, nói thầm trong lòng, vị Tần cô nương này cũng là xuyên không sao? Lý Bán Chi lại nói, ngươi có biết, tại sao cách này vẫn chưa thực hiện không? Nam Lăng Hàn lắc đầu. Lý Bán Chi cười nói, bởi vì căn bản không thể thực hành. Nam Lăng Hàn không hiểu, tại sao? Lý Bán Chi khẽ nói, quan niệm của các gia tộc vùng vũ trụ hiện tại, không phải hai ba câu là có thể thay đổi, ngay cả ta cả đời tranh đấu đều là vì Lý tộc, vì để gia tộc mình trở nên tốt hơn. Cách này vừa xuất hiện, mọi người đều hiểu, đây là muốn đánh gãy các đại tộc nhất định sẽ phản kháng. Mà ban đầu, lúc Diệp công tử thành lập thư viện, đã từng hứa, sẽ mang lại tự do vừa đủ cho mọi người. Có thể nói, nếu cách này đưa ra, mọi người vừa đồng lòng, thì lập tức sẽ tan rã. Trừ phi Diệp công tử có thể dùng thủ đoạn trấn áp tất thảy. Nhưng những thế lực cũng chưa từng phạm sai lầm, Diệp công tử lấy lý do gì để trấn áp bọn họ đây? Nam Lăng Hàn khẽ nói, xin lỗi, ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Lý Bán Chi lại nói, người rất thông minh, nhưng chưa hiểu rõ về thư viện Quan Huyên, vì vậy, không nghĩ đến chuyện này cũng là lẽ thường. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, thật ra, mấy ngày nay, ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này, rốt cuộc là Lý tộc đứng đầu, hay là thư viện đứng đầu. Không chỉ ta tin rằng rất nhiều người chắc chắn cũng có suy nghĩ này, ví dụ như Thái Sơ Tỉnh cô nương. Diệp Huyên im lặng. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, đại đa số các thế lực gia nhập thư viện Quan Huyên, có hai nguyên do, thứ nhất, thư viện Quan Huyên rất mạnh, mạnh đến mức khiến mọi người không thể không thần phục. Thứ hai, đi theo thư viện Quan Huyên, gia tộc có thể trở nên tốt hơn, càng có tương lai hơn. Nhưng, như vậy cũng có điểm xấu, các thế lực đại tộc giống như ký sinh trùng vậy, sẽ không ngừng hút máu thư viện Quan Huyên, sau đó mạnh lên không ngừng. Đến sau này, một khi người đứng đầu thư viện không thể ngăn cản những thế lực này, thì những thế lực này sẽ muốn được giống như các chư hầu trong thế tục, lập tức phân chia miếng ăn thư viện Quan Huyên, sau đó trở thành từng thế lực lớn mạnh. Diệp Huyên cười nói, vậy cô thấy ta nên làm thế nào? Lý Bán Chi nhìn thẳng Diệp Huyên, đứng ở góc độ của viện thủ phụ thư viện Quan Huyên, ta kiến nghị ngươi áp dụng các của Tần Quan cô nương, lập tức thực hiện cách thôi ân, đánh vỡ các đại tộc, dù sao, đây cũng là mối họa lớn. Đau dài chỉ bằng đau ngắn, hơn nữa, chỉ có ngươi mới có uy danh và thực lực có thể làm được như vậy. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi, cười nói, vậy đứng ở góc độ của Lý tộc thì sao? Lý Bán Chi im lặng một lúc rồi nói, ta hy vọng ngươi tôn trọng lời hứa ban đầu với chúng ta, tôn trọng tự do các tộc chúng ta không phụ ngươi, ngươi cũng chớ có phụ chúng ta. Diệp Huyên cười ha ha. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, trong lòng cũng vô cùng phức tạp. Thư viện. Lý tộc. Đây là vấn đề lựa chọn. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ không phụ các ngươi. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, vấn đề này, là vấn đề lớn, quả thật ta cũng có năng lực giải quyết vấn đề này, nhưng, như ngươi nói, ban đầu ta đã hứa với các ngươi, vì vậy, vấn đề này ta sẽ không giải quyết, vấn đề này ta sẽ để lại, để đến tương lai, người đời sau sẽ giải quyết. Người đời sau. Lý Bán Chi thở dài trong lòng. Nàng ta biết, các đại tộc đã an toàn rồi. Đương nhiên, nàng ta cũng bắt đầu cảnh giác. Nàng ta biết tính cách của Diệp Huyên và Tần Quan cô nương, hai người này rất thích bẫy người.
Vì vậy, nàng ta quyết định sau khi quay về, sẽ hạ lệnh tử với Lý Tộc, tương lai, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải tuân theo người đứng đầu thư viện, khả năng cao sẽ là người đời sau của Diệp Huyên. Lúc này, Nam Lăng Hàn bỗng nói, ta còn có một cách. Diệp Huyên và Lý Bán Chi nhìn Nam Lăng Hàn nghiêm túc nói, hòa thân. Hòa thân. Diệp Huyên và Lý Bán Chi nhíu mày. Hai người đều nghi hoặc. Nam Lăng Hàn nghiêm túc nói, ta lấy ví dụ, nếu Diệp Viện Trưởng và Lý Bán Chi cô nương thành thân, hai người kết hợp, vậy, ta tin, suy nghĩ của Lý Thủ Phụ sẽ khác hoàn toàn. Nghe vậy, Diệp Huyên và Lý Bán Chi đều đen mặt. Đùa gì vậy chứ? Lý Bán Chi cạn lời, nhưng ngay sau đó, nàng ta cũng nhíu chặt mày. Bởi vì suy nghĩ như lời của Nam Lăng Hàn, quả thực suy nghĩ sẽ khác. Nếu con trai mình sau này có thể trở thành người đứng đầu thư viện, vậy Lý Tộc ai còn quan tâm đến Lý Tộc chứ? Mẹ nó! Đều chết hết cho bà đây. Bá nghiệp của con trai mới là chuyện quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Lý Bán Chi vội lắc đầu, xóa bỏ suy nghĩ kia. Thấy sắc mặt hai người, Nam Lăng Hàn khẽ cười, ta chỉ là nêu ý kiến thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhà đầu ngươi. Lý Bán Chi nhìn Nam Lăng Hàn, bỗng trở nên nghiêm khắc hơn, nếu đến thư viện, tính cách hay nói bậy này của ngươi phải thay đổi, nếu không, sẽ khiến bản thân gặp đại họa. Thế lực trong thư viện rất phức tạp, ngay cả nàng ta, cũng phải cẩn thận dè chừng nói chuyện và hành động. Nam Lăng Hàn vội nói, vâng. Diệp Huyên nói, Bán Chi, nhà đầu này cứ đi theo cô đi, cô dạy dỗ cẩn thận. Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, đây là lần đầu tiên Diệp Huyên gọi tên nàng ta gần gũi như vậy, ngoài kinh ngạc, còn có chút vui mừng. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, được. Lúc này, Ám Quân bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Ám Quân khẽ thi lễ với Diệp Huyên, đã tra ra thân phận của ông nội Nam viện thủ kia rồi. Diệp Huyên nói đi. Vẻ mặt Ám Quân kỳ lạ, quả thực là ở vũ trụ tiểu quan chúng ta, nhưng... Hắn chỉ là một quản sự nhỏ trong viện việc vặt ngoại môn thư viện thôi, chịu trách nhiệm xử lý vài chuyện vặt sinh hoạt của học viên. Nghe vậy, mọi người đều im lặng, một quân sự nhỏ của thư viện, mà đã kiêu căng thăng viện thủ phụ rồi. Diệp Huyên bỗng nhìn Ám Quân, người có tham ô không? Nghe vậy, vẻ mặt Ám Quân bỗng thay đổi, Diệp Thiếu, sao ta có thể tham ô chứ? Đến cấp bậc của ta đây, chút tiền đó, sao ta có thể? Nói đến đây. Hắn ta vội dừng lại. Chết tiệt. Suýt nữa đã để lộ chuyện rồi. Diệp Huyên cười như không cười, vậy có người dùng danh nghĩa các ngươi làm chuyện không hợp pháp không? Ám Quân vội lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Ám Quân khẽ nhếch miệng, ta là trẻ mồ côi. Hì hì. Trẻ mồ côi. Diệp Huyên cạn lời. Ngươi là cô nhi. Ngươi nói ra vui đến vậy sao? Lý Bán Chi lắc đầu khẽ cười, sau đó nói, chúng ta quay về thư viện đi. Mấy phương án đã nói trước đó, ta phải triệu tập mọi người thảo luận kế hoạch chi tiết thêm. Diệp Huyên gật đầu, vung tay áo, mọi người lập tức biến mất. Sau khi quay về thư viện, Diệp Huyên lập tức tập trung mọi người bắt đầu thảo luận. Chuyện tham ô này, là chuyện lớn, nhất định phải xử lý. Tại thiện viện. Từ sau khi Tiểu Tịnh đến thiện viện, cô bé rất buồn chán, vô cùng buồn chán. Bởi vì Cổ Nhiễm ngày nào cũng dắt cô bé đi làm chuyện tốt. Hôm nay, Cổ Nhiễm đưa cô bé đến một tòa thành cổ này vô cùng lạc hậu, văn minh võ đạo cũng rất lạc hậu, người tu luyện trong này đều chỉ tu luyện về phương diện thân xác. Cổ Nhiễm đưa Tiểu Tịnh vào thành, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh, nhíu chặt mày, mức độ lạc hậu này. Còn nghiêm trọng hơn nàng ta nghĩ nhiều. Tiểu Tịnh nói, Cổ Nhiễm tỷ, ta có một cách. Cổ Nhiễm nhìn Tiểu Tịnh, cười nói, cách gì? Tiểu Tịnh nghiêm túc nói, ta có một cách giúp mọi người, nhưng người nghe xong đừng tức giận đấy. Cổ Nhiễm cười nó, chỉ cần là chuyện tốt, ta sẽ không tức giận. Tiểu Tịnh nói, những người này quá khổ rồi, cho dù chúng ta có cung cấp cho bọn họ các loại tài nguyên và nền tảng. Thì cuộc đời của bọn họ cũng chỉ là tốt hơn một chút, ta có một cách có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn mỹ. Cổ Nhiễm có chút hiếu kỳ, cách gì? Tiểu Tịnh nghiêm túc nói, giết chết bọn họ, để bọn họ đầu thai lại,
đầu thai vào mệnh tốt, tốt hơn bất cứ điều nào. Cổ Nhiễm im lặng một lúc rồi nói rất hay, lần sau đừng nói nữa. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Không thể không nói, nàng ta thực sự đau đầu với nha đầu này. Tiểu Tịnh vội đi theo, sau đó nói, Cổ Nhiễm tỷ tỷ, thế gian này người khổ sở quá nhiều, người giúp không hết. Cổ Nhiễm khẽ nói, chỉ cần ta nhìn thấy, thì ta đều sẽ giúp. Tiểu Tịnh lắc đầu, mục đích ngươi là gì? Cổ Nhiễm khẽ cười, không nói gì thêm. Tiểu Tịnh nhìn Cổ Nhiễm, sau đó thấp giọng thở dài, cô bé cũng đi theo. Trên đường, Tiểu Tịnh nói, người cứ vô duyên vô cớ giúp họ như vậy, bọn họ sẽ không trân quý đâu. Cổ Nhiễm quay đầu nhìn Tiểu Tịnh nói, người muốn giúp bọn họ, phải giúp lúc bọn họ khốn khổ nhất. Hơn nữa, vạn vật chúng sinh đều có vận mệnh riêng mình, có những người có thể giúp, nhưng có vài người, không đáng để giúp. Ví dụ như mấy người ở đây tuy lạc hậu, nhưng đây là cuộc sống của bọn họ, cứu gấp chứ không cứu nghèo. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, người nói đúng, nói tiếp đi. Tiểu Tịnh nói, ta đưa ngươi đến một nơi. Nói xong, cô bé đưa Cổ Nhiễm biến mất. Trong một tòa thành, tại một y viện nào đó, bên trong chứa đầy người, loại người nào cũng có. Người bị bệnh tật dày vò. Tiểu Tịnh chỉ vào một người đàn bà trong đó, người đàn bà ôm đứa con trong tay, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiểu Tịnh dẫn Cổ Nhiễm đi đến trước mặt người đàn bà, cô bé nhìn người đàn bà, dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng con ngươi nguyện ý không? Người đàn bà không hề chần chừ, lập tức gật đầu. Tiểu Tịnh quay đầu nhìn Cổ Nhiễm, kiểu này thì có thể giúp. Nói rồi, cô bé khẽ dừng lại rồi nói tiếp, Cổ Nhiễm tỷ, ngươi quá lương thiện. Nhưng chuyện ngươi không biết là, chỉ dù làm việc thiện, cũng cần phải xem người, có vài người, đáng để giúp, có vài người, không đáng để giúp. Nếu không, nhiều lúc, hậu quả do một việc thiện mà ngươi làm có khi còn đáng sợ hơn trăm việc xấu nữa. Còn nữa, cho dù là người lương thiện, cũng nên có một chút sắc bén, nếu không, những người được ngươi giúp kia, có những người không chỉ không cảm ơn, mà còn cảm thấy đây là những chuyện mà ngươi phải làm, dù sao. Không phải tất cả mọi người đều có thể được coi là người. Nói xong, cô bé đặt tay phải lên người đứa nhỏ trong lòng người đàn bà. Sau đó, một luồng sức mạnh thần bí đi vào trong thân thể đứa nhỏ. Không lâu sau, sắc mặt đứa nhỏ dần hồng hào. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, bé trai vốn đang hấp hối bỗng chốc đã sống lại. Thấy vậy, rất nhiều người trong sân đều ngây người. Lúc này, một thanh niên gấp gáp té nhào đến trước mặt Tiểu Tịnh. Cầu xin nói cứu, cứu ta. Tiểu Tịnh nhìn người thanh niên, thể cốt người đây là bị tử sắc hao mòn đúng không? Người đàn ông vội nói, ta đổi, sau này ta sẽ không uống rượu nữa. Tiểu Tịnh đột nhiên giẫm vào đầu người đàn ông, đổi con mẹ ngươi, chỉ đổi rượu không đổi sắc, một chút thành ý cũng chẳng có. Nhìn thấy Tiểu Tịnh dùng một đạp lên đầu người đàn ông, mọi người ở đây đều sửng sốt, sau đó đều lui về phía sau. Tiểu Tịnh nhìn về phía Cổ Nhiễm tỷ, trời tạo nghiệp, còn có thể sống, tự tạo nghiệp, không thể sống. Tỷ là người đứng đầu thiện viện, mà ta dù thế nào cũng coi như là đại sư tỷ của thiện viện, cho nên, ta cảm thấy cần thiết phải thay đổi thiện viện của chúng ta một chút rồi. Nói thật ra, nàng ta có chút khó chịu. Bởi vì tính cách của Cổ Nhiễm quá lương thiện, bởi vậy, ở thư viện Quan Huyên, thiện viện không có cảm giác tồn tại nhất trong các viện. Người của thư viện cũng không kính trọng Cổ Nhiễm giống như kính trọng những người đứng đầu viện khác. Đây là điều làm nàng ta khó chịu nhất. Cho dù là ở một nơi nói đạo lý như thư viện Quan Huyên, ngươi cũng phải có thực lực, bằng không, người khác sẽ không tôn trọng ngươi. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Tiểu Tịnh lại nói, muốn thay đổi thiện viện, phải mở rộng. Chỉ có mở rộng, chúng ta mới có thể phát triển người của mình, chỉ cần người của chúng ta đủ nhiều. Đủ mạnh, chúng ta mới càng có nhiều phân lượng ở thư viện, kể từ đó, chúng ta cũng có thể làm càng nhiều việc tốt hơn. Ngoài ra, về sau, chúng ta mới có quyền phát biểu ở trong thư viện, đến ngày nào đó ca ca qua đời. Ết không phải, đợi ngày nào đó ca ca không làm viện trưởng nữa. Chúng ta cũng có thể đi tranh cử, có thể thượng vị, chẳng có gì sai cả. Cổ Nhiễm nghiêm mặt nói, chúng ta không tranh quyền đoạt lợi. Tiểu Tịnh rất nghiêm túc nói, làm viện trưởng. Quyền lợi của tỷ sẽ càng lớn hơn. Đến lúc đó, tỷ có thể làm càng nhiều việc thiện hơn. Cổ Nhiễm hơi do dự,
sau đó nói, cũng phải. Tiểu Tịnh vội vàng lại nói, sau khi chúng ta trở về, tỷ phải đi tìm ca ca, nói với huynh ấy chúng ta muốn mở rộng thiện viện, để huynh ấy chi tiền cho chúng ta, không chỉ như thế, còn phải yêu cầu huynh ấy giao quyền chỉ huy ám viện cho tỷ, ám viện quản lý toàn bộ tình báo của vũ trụ, cái này nhất định phải đến tay. Cổ Nhiễm trầm giọng nói, viện trưởng sợ là sẽ không cho ta quyền chỉ huy ám viện. Tiểu Tĩnh nghiêm mặt nói, huynh ấy sẽ cho, tỷ chỉ cần nói với huynh ấy, tỷ là vì muốn làm chuyện tốt, huynh ấy khẳng định sẽ cho dù không cho, huynh ấy khẳng định cũng sẽ bảo người của ám viện phối hợp với tỷ, như vậy, chỉ cần người của ám viện phối hợp với tỷ, chúng ta có thể sử dụng lực lượng của ám viện. Cổ Nhiễm có chút hoài nghi, thật vậy sao? Tiểu Tĩnh gật đầu, chắc chắn có thể. Dù sao, thư viện chúng ta ai cũng biết tỷ không tranh với đời, một lòng chỉ muốn làm chuyện tốt. Hơn nữa, viện trưởng ca ca cũng rất ủng hộ tỷ, không phải sao? Cổ Nhiễm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, sau khi trở về, ta sẽ thử xem. Tiểu Tịnh tiếp tục nói, ngoài những điều kia, tỷ phải nhớ kỹ, bảo huynh ấy chi tiền, làm chuyện tốt sao có thể không có tiền. Nếu như có thể, tỷ có thể đấu tranh với huynh ấy một chút, để cho tiên bảo các phối hợp với tỷ, đương nhiên, tiên bảo các này là kho bạc của ca ca, hoàn toàn phối hợp với chúng ta, thì chắc chắn là không thể, cho nên, tỷ phải cố gắng bảo ca ca mỗi năm phát cho chúng ta một khoản tiền cố định để làm việc thiện. Cổ Nhiễm gật gật đầu, chính xác. Tiểu Tịnh lại nói, còn một chuyện vô cùng quan trọng. Cổ Nhiễm nhìn về phía Tiểu Tịnh nghiêm túc nói, ca ca không phải đã thành lập một nội các sao? Tỷ phải nghĩ cách gia nhập nội các. Cổ Nhiễm nhíu mày, ta vào nội các làm cái gì? Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói, nội các quyết định hướng đi tương lai của thư viện, sau khi tỷ gia nhập nội các, thân phận sẽ hoàn toàn khác. Đến lúc đó, tỷ muốn làm việc thiện, là có thể lấy thân phận thành viên nội các để điều động tất cả người của thư viện quan huyên phối hợp với tỷ, tỷ nghĩ mà xem, như vậy có phải có thể làm càng nhiều chuyện tốt hơn không? Cổ Nhiễm suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, ta thử xem. Tiểu Tịnh nghiêm túc nói, tỷ đi đi, những chuyện ở đây, để ta xử lý. Nàng ta đương nhiên không dám đề xuất những yêu cầu kia với Diệp Huyên, bởi vì nàng ta biết, nàng ta nhất định sẽ không đòi được. Nhưng là Cổ Nhiễm thì khác. Nhà đầu kia tuy không được coi trọng, nhưng nhân duyên ở trong thư viện vô cùng tốt, đặc biệt là với Thanh Khâu và Tần Quan. Cổ Nhiễm gật đầu, vậy được, chuyện ở đây giao cho ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở phía chân trời. Cổ Nhiễm đi rồi, Tiểu Tịnh nhìn qua những người bệnh ở đây, bình tĩnh nói, các ngươi ai cần giúp đỡ. Mọi người đều sợ hãi nhìn Tiểu Tịnh, không dám nói lời nào. Tiểu Tịnh nhíu mày, cần giúp hay không? Nếu không cần, ta tiễn các ngươi đi đầu thai. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Một người đàn ông run rẩy đi đến trước mặt Tiểu Tịnh, run giọng nói, cô nương, ta không phải bị thương vì tử sắc, ta là bệnh nan y. Tiểu Tịnh nhìn đánh giá người đàn ông, sau đó nói, sau khi chữa khỏi, người định làm gì? Người đàn ông ngây người, sau đó nói, cái gì là làm cái gì? Tiểu Tịnh cả giận nói, ngươi không định chữa miễn phí đấy chứ? Biểu cảm người đàn ông cứng đờ. Tiểu Tịnh gần giọng nói, ta cho ngươi một gợi ý, ví dụ như sau khi ngươi khỏi, ngươi nên cảm ơn ta như thế nào? Người đàn ông run giọng nói, chỉ cần ta có, cô nương muốn cái gì cũng đều được. Tiểu Tịnh gật đầu, sau khi chữa khỏi, ngươi phải nhớ đi khắp nơi tuyên truyền, nói là thiện viện của thư viện quan huyên đã chữa khỏi cho ngươi, nhớ rõ. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ngươi gặp ai cũng phải nói là thiện viện của thư viện quan huyên chữa khỏi cho ngươi, hiểu chưa? Người đàn ông vội vàng gật đầu, hiểu, thiện viện của thư viện quan huyên cứu ta hiểu rồi. Tiểu Tịnh gật đầu, nàng ta phất tay áo, một luồng năng lượng thuần khiết bay vào trong cơ thể người đàn ông, rất nhanh, thân thể người đàn ông khôi phục lại bình thường. Thấy thế tất cả mọi người ở đây lục tục đi đến chỗ Tiểu Tịnh. Mà Tiểu Tịnh sau khi dặn dò một hồi xong, cũng bắt đầu trị liệu cho mọi người. Không biết qua bao lâu, Tiểu Tịnh đột nhiên đánh chết một người đàn ông bị thương do tử sắc, không cần thiết phải cứu nữa. Ta đổi cho ngươi một con đường tốt hơn, đi đầu thai lại đi. Mọi người! Thư viện quan huyên! Sau khi trở về thư viện quan huyên, Cổ Nhiễm lập tức tìm đến Diệp Huyên. Khi biết Cổ Nhiễm tìm mình, Diệp Huyên cũng sửng sốt.
hắn đương nhiên là biết Cổ Nhiễm, chẳng qua, hắn rất ít tiếp xúc với Cổ Nhiễm, mà nha đầu kia cũng ở trong thiện viện của mình, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Diệp Huyên lập tức buông bỏ mọi chuyện đang làm, tiếp gặp Cổ Nhiễm. Trong điện, Cổ Nhiễm nhìn thấy Diệp Huyên, nhất thời trở nên hơi căng thẳng. Diệp Huyên cười nói, Cổ Nhiễm cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cổ Nhiễm gật đầu, người còn nhớ ta cơ. Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên, lại nói, cô đến tìm ta là có chuyện gì đúng không? Cổ Nhiễm gật đầu, là như vậy, ta muốn làm càng nhiều việc tốt hơn. Diệp Huyên nói, đây là chuyện tốt, cô cần giúp đỡ gì sao? Cổ Nhiễm nói, đúng vậy, ta cần ám viện phối hợp với ta, nhưng là, người của ám viện chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, cho nên, ta... Diệp Huyên có chút kinh ngạc, người của ám viện, vì sao cần người của ám viện phối hợp với cô? Cổ Nhiễm nghiêm mặt nói, bởi vì ám viện quản lý tất cả tình báo trong vũ trụ, nếu bọn họ có thể phối hợp với ta, thì ta là có thể giúp đỡ càng nhiều người hơn. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, được. Nói xong, hắn nhìn sang bên phải, ám quân. Ám quân xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên nói, về sau ám viện phối hợp vô điều kiện với Cổ Nhiễm cô nương. Ám quân hành lễ thật sâu, ta hiểu. Cổ Nhiễm thấy Diệp Huyên đồng ý, liền có chút vui mừng, sau đó vội vàng nói, còn nữa, ta cần một ít tiền vốn, bởi vì số lượng người mà ta giúp đỡ hơi nhiều, cho nên, ta cần hàng năm đều phát một khoản tiền cho ta. Yên tâm, ta không tham ô, ta đều sẽ dùng để làm việc thiện. Diệp Huyên suy nghĩ, gật đầu, quả thật là cần. Cô yên tâm, ta sẽ dặn dò Tiên Bảo Các. Để bọn họ hàng năm phát một khoản tiền cho cô. Cổ Nhiễm vội vàng nói, bọn họ không được chậm trễ, hoặc là cắt xén. Diệp Huyên cười ha ha, yên tâm, bọn họ không dám đâu. Cổ Nhiễm gật đầu, sau đó tiếp tục nói, còn có. Nói xong, nàng ta lén liếc nhìn Diệp Huyên một cái, Diệp Huyên cười nói đi. Cổ Nhiễm nói, ta muốn gia nhập nội các. Diệp Huyên sửng sốt. Ám quân nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm, không nói gì. Nhưng trực giác nói cho hắn ta, thiện viện này sợ là về sau sẽ quật khởi. Có tiền, có người, còn gia nhập nội các. Ngoài võ viện ra, không có mấy viện có thể có được đãi ngộ này. Mà sở dĩ võ viện khác biệt như vậy, là bởi vì người đứng đầu võ viện là Thanh Khâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô muốn gia nhập nội các. Cổ Nhiễm gật đầu, ta cảm thấy, tôn chỉ của thư viện chính là trợ giúp toàn bộ người trong vũ trụ, mà tôn chỉ của thiện viện chúng ta cũng chính là như thế, mà nội các liên quan đến con đường tương lai thư viện sẽ đi, bởi vậy, ta cảm thấy, ta cần phải gia nhập nội các. Nhưng người yên tâm, bình thường ta sẽ không quản đâu, nhưng là, phương hướng tương lai của thư viện, ví dụ như việc liên quan đến tạo phúc cho bách tính vũ trụ, thì ta sẽ quản. Diệp Huyên lần này có chút do dự. Nội các. Tổ chức này là hắn vừa mới thành lập, thân phận cùng quyền lực đều rất không bình thường. Cổ Nhiễm tiếp tục nói, ta chỉ là vì làm việc tốt, không hơn. Nghe vậy, Diệp Huyên lắc đầu cười, được rồi, cô gia nhập nội các. Cổ Nhiễm nhếch miệng cười, cảm ơn. Diệp Huyên cười nói, còn có yêu cầu gì khác không? Cổ Nhiễm suy nghĩ, sau đó nói, ta cũng đang tu luyện, nhưng ta không có công pháp gì tốt. Người có thể cho ta một ít không? Diệp Huyên gật đầu, được. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một ánh sáng trắng biến mất vào giữa hai chân mày Cổ Nhiễm, đây là tâm pháp bí mật mà chính ta cũng đang tu luyện, cô có thể tu luyện. Cổ Nhiễm hơi hành lễ, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyên cười nói, hẳn là không có yêu cầu gì khác nữa đúng không? Cổ Nhiễm hơi do dự, sau đó nói, Thanh Khâu tỷ tỷ có phải đã lập ra một đội lính thần bí? Tên là Quan Huyên vệ không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Cổ Nhiễm chớp chớp mắt, có thể phân cho ta 5 người không? Thực lực của ta không phải đặc biệt tốt, ta đi làm việc khắp nơi, không ai bảo vệ ta. Nghe vậy, ám quân ở một bên lại nhìn Cổ Nhiễm. Đây là làm sao vậy? Quan Huyên vệ. Quan Huyên vệ và ám viện chính là thân binh cá nhân của Diệp Huyên, ám viện phụ trách ám sát và tình báo. Mà Quan Huyên vệ là đội lính tinh nhuệ nhất của Thư viện Quan Huyên, hơn nữa, hàng năm đều phải đến Thư viện Quan Huyên ra sức bồi dưỡng. Hiện tại, người của ám viện phối hợp với thiện viện,
nếu Diệp Huyên lại phân 5 người của quan huyên vệ cho Cổ Nhiễm, vậy về sau ai dám chọc vào thiện viện? Phải nói, về sau những việc mà thiện viện muốn làm, ai dám gây chuyện? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cô nói cũng không sai, ta điều 5 người cho cô. Cổ Nhiễm lập tức hành lễ với Diệp Huyên, cảm ơn. Ta không còn chuyện gì nữa rồi. Nói xong, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, người yên tâm, ta không tham ô, cũng không tranh quyền đoạt lợi, ta chỉ muốn quản lý tốt thiện viện, làm càng nhiều việc thiện, để toàn bộ vũ trụ trở nên tốt hơn. Diệp Huyên cười nói, ta tin cô. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, người bận việc, ta đi đây. Nói xong, nàng ta lui xuống. Mà thiện viện, từ nay về sau quật khởi. Khoảng thời gian này, Diệp Huyên bề bộn nhiều việc, bởi vì hắn muốn thành lập các đơn vị chống tham ô trên toàn bộ vũ trụ quan huyên. Không thể không nói, chuyện này rất tốn tiền, cũng rất cần người. Nhưng mà, hắn không thể không làm. Nếu không có một đơn vị như vậy, một khi những sinh linh tầng thấp nhất bị bóc lột, bọn họ ngay cả con đường cầu cứu cũng không có. Mà hắn cũng rất đau đầu. Bởi vì bất kỳ đơn vị nào cũng có thể xuất hiện tham ô. Nói tóm lại, dù thế nào thì vũ trụ tiểu quan cũng không thể mục nát, bằng không, toàn vũ trụ sẽ rối loạn. Trừ việc đó ra, Diệp Huyên cũng đang không ngừng đào tạo quan huyên vệ. Nhất định phải đào tạo đội hộ vệ thần bí này thật tốt, bởi đây chính là nòng cốt đảm bảo an toàn cho thư viện quan huyên. Nội các điện. Trong điện chỉ có hai người là Lý Bán Chi và Thái Sơ Tịnh. Bây giờ hai người chính là thành viên cốt cán của nội các, bên dưới là mấy đại viện, mà bên dưới mấy đại viện lại là trung khu viện do đích thân Lý Bán Chi thành lập. Quyền lợi của trung khu viện này cực lớn, bởi vì bọn họ phụ trách thi hành mệnh lệnh nội các ban bố. Lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn về phía Thái Sơ Tịnh, Tịnh cô nương, cô cảm thấy thư viện quan huyên quan trọng, hay là gia tộc của bản thân quan trọng hơn? Trong khoảng thời gian này, nàng ta vẫn luôn rối rắm vấn đề này. Thái Sơ Tịnh im lặng chốc lát rồi nói, Bán Chi cô nương, cô muốn nói đến tai họa ngầm của thư viện. Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Thái Sơ Tịnh nhìn Lý Bán Chi, nếu như cô cảm thấy gia tộc quan trọng, như vậy trong tương lai, chắc chắn Lý tộc sẽ không còn tồn tại. Lý Bán Chi nhíu mày, vì sao? Thái Sơ Tịnh thản nhiên nói, Diệp công tử từng hứa hẹn với chúng ta rằng sẽ không động vào gia tộc chúng ta, để chúng ta có được nhiều tự do. Nhưng mà, viện trưởng đời kế tiếp cũng không hứa hẹn với chúng ta. Nghe vậy, Lý Bán Chi chợt giật mình. Mẹ nó! Thế mà nàng ta lại bỏ quên điểm này. Vua nào thần nấy? Vua của triều này đưa ra hứa hẹn, nhưng ai có thể đảm bảo vua của triều kế tiếp sẽ tuân thủ đây? Sắc mặt Lý Bán Chi bỗng trở nên vô cùng khó coi. Thái Sơ Tịnh lại nói, tai họa ngầm của thư viện, không phải Diệp công tử không nhìn thấy, mà là không cách nào xử lý, bởi vì thuở đầu thành lập thư viện, hắn từng hứa hẹn với chúng ta, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ dung túng. Thế lực trong thư viện rối ren phức tạp, cùng với sự phát triển lớn mạnh của thư viện, về sau những thế lực này đều sẽ trở thành những phiên vương quyền thế ngút trời, cũng là những tai họa ngầm to lớn. Chỉ cần có một cái cớ, hoặc là có một cơ hội, Diệp công tử sẽ diệt trừ tận gốc. Đặc biệt là dưới tình huống thư viện quan huyên đã không còn kẻ địch bên ngoài, một khi không còn kẻ địch bên ngoài, đó chính là lúc ổn định bên trong. Lý Bán Chi khẽ nói, ta hiểu rồi. Thái Sơ Tịnh nói, giống như trong thế tục, cuối cùng những thế gia đều sẽ trở thành đối tượng thanh tẩy của hoàng quyền, những đại tộc chúng ta cũng không ngoại lệ. Trừ phi, chúng ta nghiên cứu ra một bộ luật lệ để quản thúc bản thân chúng ta. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, quả thật là vậy, chỉ dựa vào quan huyên pháp thì vẫn chưa đủ. Thái Sơ Tịnh đặt quyển trục trong tay xuống, sau đó nói, Bán Chi cô nương, bây giờ cô là thủ phụ nội các. Lý Bán Chi nhìn Thái Sơ Tịnh. Thái Sơ Tịnh lại nói, tộc trưởng Lý tộc so với thủ phụ nội các thì như thế nào? Lý Bán Chi lắc đầu, không thể sánh bằng. Thái Sơ Tịnh chỉ cười mà không nói gì nữa. Mà Lý Bán Chi cũng hiểu rõ rồi. Một thủ phụ của thư viện quan huyên, đó là trăm vạn Lý tộc cũng không thể sánh bằng, nếu một ngày kia, nàng ta không còn là thủ phụ, địa vị của Lý gia sẽ lập tức xuống dốc không phanh. Nói đơn giản một chút. Việc nàng ta phải làm là đặt thư viện quan huyên lên đầu. Thư viện quan huyên quang vinh, Lý Bán Chi nàng ta quang vinh,
Lý gia nàng ta quang vinh. Không có thư viện Quan Huyên, trong vũ trụ bao la này, Lý tộc cũng chỉ giống như một hạt bụi. Mà có thư viện Quan Huyên, địa vị của Lý tộc trên toàn bộ vũ trụ Quan Huyên là hết sức quan trọng. Thái Sơ Tĩnh nói tiếp, còn một vấn đề, vũ trụ bao la, nhân tài nhiều không kể xiết, tương lai không xa, chắc chắn nội các sẽ càng ngày càng nhiều người, khi đó, chúng ta sẽ có áp lực. Bởi vì nếu như ta đoán không nhầm, chắc chắn Diệp công tử, Tần Quan cô nương và Thanh Khâu cô nương sẽ có hạn chế đối với nội các, ví dụ như, người của nội các không thể giữ chức lâu dài. Nghe vậy, Lý Bán Chi cười nói, ta đã nghĩ tới điểm này rồi. Bởi vì lúc trước Tần Quan cô nương đã từng nhắc tới. Nhưng mà, lúc ấy thư viện vừa mới thành lập, cho nên cũng chưa thực thi. Thái Sơ Tĩnh gật đầu, cố gắng thôi. Lý Bán Chi thoáng nhìn Thái Sơ Tĩnh, sau đó nói, thật ra, nếu như muội muội cô còn sống, với tài năng của nàng ấy, nhất định có thể phát triển lớn mạnh bên trong thư viện Quan Huyên. Thái Sơ Chăn. Thái Sơ Tĩnh im lặng không nói lời nào. Lý Bán Chi lập tức đổi đề tài, phân phối tài nguyên của các địa bàn trong thư viện cũng là một vấn đề to lớn, bởi vì bây giờ các thế lực đã bắt đầu tranh đoạt địa bàn, có thư viện áp chế, không người nào dám làm loạn, nhưng đây không phải kế sách lâu dài, cô có ý gì không? Thái Sơ Tĩnh đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đi vào. Nhìn thấy Diệp Huyên đi vào, Lý Bán Chi và Thái Sơ Tĩnh lập tức đứng dậy. Diệp Huyên cười nói, các cô ngồi đi. Hai cô gái lại không ngồi. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, ngồi đi. Nói xong, hắn ngồi xuống. Lúc này hai cô gái mới ngồi xuống. Diệp Huyên nói, Bán Chi, vấn đề cô vừa nói, lúc trước Tần Quan và Thanh Khâu có nhắc tới biện pháp giải quyết không? Lý Bán Chi gật đầu, có. Biện pháp giải quyết mà Tần Quan cô nương đưa ra là di chuyển, vũ trụ Quan Huyên vô cùng rộng lớn, rất nhiều tinh hệ đều trống không. Không có bất kỳ thế lực nào ở, bởi vậy, chúng ta có thể di chuyển một số thế lực đến tinh vực đó, chuyển rời mâu thuẫn nội bộ. Còn nữa, cũng có thể tạo thu nhập cho thư viện từ hướng này. Ví dụ như Quan Huyên Thành của vũ trụ Tiểu Quan, nơi này là trung tâm của vũ trụ Quan Huyên, ở Quan Huyên Thành này, chúng ta có thể cho những thế lực lớn kia thuê một số địa phương, sau đó thu tiền thuê. Không chỉ như vậy, chúng ta cũng có thể cho những thế lực kia thuê tinh vực trống không, hàng năm bọn họ nộp tiền thuê là được. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, biện pháp này cũng được đấy. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, có nơi tốt, cũng có nơi không tốt, cho nên, đề nghị của Tần Quan cô nương là để bọn họ cạnh tranh, những đại lục tinh vực vũ trụ tốt, người trả giá cao thì được. Nói xong, nàng ta lấy ra một quyển trục đặt trước mặt Diệp Huyên, bây giờ vũ trụ Quan Huyên chúng ta cai trị hơn 100 vạn vũ trụ to nhỏ khác nhau, trong đó có hơn 36.300 vũ trụ lớn. Những vũ trụ lớn này có tinh vực bao la, tài nguyên phong phú. Mà bên dưới là vũ trụ trung bình, có hơn 563.000, tài nguyên của những vũ trụ trung bình này không phải rất nhiều, nhưng còn tạm được. Dưới cùng là vũ trụ nhỏ chính là một số vũ trụ có nền văn minh cấp thấp, văn minh võ đạo ở những vũ trụ này khá là thấp kém, tài nguyên cũng khá là thiếu thốn. Diệp Huyên bỗng hỏi, hệ ngân hà thuộc vũ trụ gì? Lý Bán Chi ngẩn ra. Sau đó cười nói, vũ trụ nhỏ. Vũ trụ nhỏ. Diệp Huyên cau mày. Nơi đó nhiều đại lão như vậy mà chỉ là vũ trụ nhỏ. Lý Bán Chi nói, nền văn minh võ đạo ở nơi đó vô cùng thấp kém, hơn nữa cũng vô cùng hoang vu, thuộc vùng biên giới của các vũ trụ đã biết hiện nay, rất tầm thường. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, về sau có thể nâng đỡ nơi này một chút. Lý Bán Chi thoáng nhìn Diệp Huyên. Gật đầu, vâng. Diệp Huyên đột nhiên nói, bây giờ, nhu cầu tiền bạc của thư viện chúng ta đều do Tiên Bảo Các cung cấp sao? Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Nói xong, nàng ta lại đưa mắt nhìn Diệp Huyên, cần thành lập một viện tài chính không? Diệp Huyên nói, không cần. Lý Bán Chi không nói gì. Rất rõ ràng, Tiên Bảo Các chính là viện tài chính của thư viện Quan Huyên. Lý Bán Chi thầm thở dài một hơi. Bây giờ Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên chung sống hòa thuận, hai bên đều là người một nhà, nhưng mà, nếu như sau này viện trưởng của Thư viện Quan Huyên không phải là Diệp Huyên, hai thế lực này rất dễ xảy ra mâu thuẫn cực lớn. Mà thực lực của Tiên Bảo Các cũng vô cùng khủng bố. Tần Quan cô nương của Tiên Bảo Các cũng đào tạo một đội ngũ đặc thù của riêng mình,
Hơn nữa, nhân tài dưới tay nàng ta thật sự rất nhiều. Giỏi văn giỏi võ. Không thể không nói, nàng ta đang rất lo lắng. Trong thư viện Quan Huyên, phần đông thế lực là phiên vương, mà tiên bảo các này chính là một phiên vương siêu cấp, hơn nữa hoàn toàn tự trị, không chịu quản thúc của thư viện Quan Huyên. Một khi Diệp Huyên không ở đây, tiên bảo các hoàn toàn có thể mặc xác thư viện Quan Huyên. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, ta biết các cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà, nếu như không có Tần Quan cô nương, thư viện không thể nào phát triển đến ngày hôm nay. Về phần tiên bảo các cô yên tâm, chỉ cần ta và Tần Quan cô nương còn ở đây, tiên bảo các sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hai cô gái im lặng. Các nàng rất muốn nói, nếu như ngươi không có ở đây thì sao? Ai tới quản thúc quái vật khổng lồ này? Đương nhiên, các nàng đều không nói ra. Ai cũng biết quan hệ giữa Diệp Huyên và Tần Quan, các nàng không muốn gây chuyện. Diệp Huyên lại nói, ta tới tìm các cô là có một việc muốn bàn bạc với các cô. Hai cô gái nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, bây giờ cảnh giới ở vũ trụ Quan Huyên vô cùng lộn xộn, bởi vì vũ trụ khác biệt nên cảnh giới cũng khác biệt. Vì thế, có rất nhiều cảnh giới lộn xộn không giống nhau, cho nên, ta muốn đặt ra hệ thống cảnh giới hoàn toàn mới dựa trên cơ sở cảnh giới do chủ nhân Bút Đại Đạo thiết lập. Không chỉ như vậy, hệ thống cảnh giới mới này phải tỉ mỉ kỹ càng hơn. Lúc trước Tần Quan cũng từng có suy nghĩ này, nhưng về sau nàng bận rộn nhiều việc, vẫn chưa làm được, cho nên chúng ta làm đi. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, Lý Bán Chi do dự chốc lát, sau đó nói, chuyện này, e rằng chỉ có Tần Quan cô nương và Thanh Khâu cô nương mới có thể làm được. Thiết lập hệ thống cảnh giới mới, đây không phải chuyện mà người bình thường có thể hoàn thành. Diệp Huyên nhíu mày, rất khó sao? Lý Bán Chi thoáng nhìn Diệp Huyên, không khó sao? Diệp Huyên chớp mắt, các cô không làm được à? Lý Bán Chi lắc đầu, không được. Thái Sơ Tịnh cười nói, chuyện này thật sự rất khó. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, được rồi. Vậy đến lúc đó ta để Thanh Khâu và Tần Quan làm. Nói thật lòng, hắn rất phiền não vì hệ thống cảnh giới hiện giờ. Thứ đồ gì? Lộn xộn lung tung. Lý Bán Chi đột nhiên nói, nhắc đến hệ thống cảnh giới, ta chợt có một suy nghĩ mới, đó chính là hệ thống tiền tệ. Hệ thống tiền tệ của vũ trụ hiện hữu đã rất rối loạn, bởi vậy, ta muốn thống nhất tiền tệ. Diệp Huyên cười nói, việc này có thể. Lý Bán Chi nói tiếp, muốn hoàn thiện hệ thống tiền tệ cần có sự ủng hộ của tiên bảo các, bởi vì bây giờ bọn họ là thế lực giàu có nhất toàn vũ trụ. Nếu nhận được sự ủng hộ của bọn họ, vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Diệp Huyên gật đầu, ứng thanh cô nương sẽ phối hợp với cô. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Diệp Huyên đứng dậy, sau đó nói, còn một việc, đó là vũ trụ hiện hữu đặc biệt nhiều loại thể chất, xếp hạng cũng vô cùng hỗn loạn, bởi vậy, ta muốn các cô sắp xếp lại các thể chất hiện có, sau đó lập ra một bảng xếp hạng. Thế giới của chúng ta là thế giới của võ đạo, phải hoàn thiện những thứ này để con cháu đời sau không bị rối loạn. Thái Sơ Tịnh gật đầu, việc này để muội xử lý. Diệp Huyên chợt nói, nhớ kỹ, sau khi làm xong tất cả, ký tên của ta. Hai cô gái. Diệp Huyên chớp chớp mắt, ta làm việc tốt, để lại cái tên, không quá đáng đâu nhỉ. Hai cô gái im lặng. Rời khỏi nội các rồi, Diệp Huyên quyết định đi đây đi đó một phen. Một hôm nọ, hắn đi đến Thần Qua tộc. Bọn họ cũng rất chịu hợp tác khi thư viện Quan Huyên phát triển ở tinh vực vũ trụ họ quản lý. Mà nguyên nhân chủ yếu nằm ở Ly Qua. Kể từ ngày chứng kiến thực lực siêu quần của Diệp Thanh Thanh, thái độ của cả tộc đối với Diệp Huyên chỉ có hai chỉ nồng nhiệt. Người phụ trách thư viện ở trong tộc cũng chính là người bị hắn lừa gạt trước đó, Lão Trương. Hiện nay danh tiếng của ông đã như mặt trời ban trưa. Thái độ khi gặp lại hắn càng thêm kính trọng. Sau khi tiếp xúc với thư viện Quan Huyên rồi, Lão Trương mới nhận ra thế lực này mạnh hơn Thần Qua tộc quá nhiều. Không chỉ mạnh về địa bàn mà thực lực còn bỏ xa họ. Đừng nói chi người khác, vị cô nương Diệp Thanh Thanh kia thôi là đã đủ để diệt cả tộc họ rồi. Diệp Huyên cười chào hỏi, Lão Trương, lại gặp nhau rồi. Lão Trương cung kính khom người, viện trưởng mạnh khỏe. Diệp Huyên, thư viện xây dựng sao rồi? Lão Trương đáp ngay, tất cả đều thuận lợi, xin viện trưởng cứ yên tâm. Ta đã bắt tay vào thì chỉ có ổn mà thôi.
Diệp Huyên bật cười rồi vung tay, để một luồng sáng trắng bay vào giữa trán ông. Đó chính là tâm pháp địa tàng. Bí thuật của Đại học Cung. Hắn cười nói, ông tu luyện theo phương pháp này đi, sẽ giúp ích được cho ông rất nhiều. Lão Trương lập tức quỳ thụp xuống, lắp bắp cảm ơn viện trưởng. Diệp Huyên, đừng vậy, chuyện thư viện sau này còn phải nhờ ông trông nom. Lão Trương hành lễ thật sâu, vâng, ta hiểu. Rồi ông ta hỏi với vẻ trần trừ, ta nghe nói viện trưởng lập nên nội các. Diệp Huyên, ông muốn gia nhập. Lão Trương nghiêm túc nói, ta là một người có thể làm việc lớn, ta dám chắc bản thân mình không hề thua kém bất kỳ ai. Quan trọng nhất là, ta tuyệt đối trung thành với viện trưởng. Diệp Huyên lắc đầu cười, nếu ông có thể xây dựng tất cả các thư viện ở thần qua tộc, ta sẽ cho ông vào. Sau này muốn vào nội các cần phải có thành tựu, ông hiểu chứ? Lão Trương đáp ngay, ta hiểu rồi. Xin viện trưởng cứ yên tâm, ta nhất định sẽ xây dựng thư viện quan huyên ở thần qua tộc thật tốt. Diệp Huyên hỏi, ông có hiểu nó không? Lão Trương cười, không dám giấu gì, ta đã hoàn toàn hiểu rõ thư viện quan huyên từ trước đó, hơn nữa còn cho điều tra viện trưởng, biết mục đích ban đầu của người khi xây dựng thư viện, cũng biết tôn chỉ nòng cốt của nó. Ngoài ra còn thuộc nằm lòng quan huyên pháp, tóm lại, ta hiểu thư viện này như lòng bàn tay. Diệp Huyên im lặng một hồi mới nói, xây xong thư viện này, ta cho ông vào nội các. Lão Trương lại quỳ xuống, cảm ơn viện trưởng đã cho ta cơ hội dốc sức vì người và thư viện. Diệp Huyên im luôn. Đấy xem đi, xem người ta ăn nói khéo thế nào kìa thấy chưa? Rời khỏi thần qua tộc rồi, hắn lại đi đến Đại học Cung. Nơi này cũng là một thư viện, nhưng khác với thư viện quan huyên, nó đi theo con đường dành cho tầng lớp tinh anh. Vì vậy người theo học đều là nhân tài cao cấp đến từ nhiều nơi. Mục đích của Diệp Huyên cũng rất đơn giản, đó chính là thu mua Đại học Cung. Người tiếp kiến hắn là Lão Huyền, ông ta tuy không phải cung chủ Đại học Cung nhưng lại là người có tư lịch lâu đời nhất. Ngay cả Ly Qua cũng phải nhường đường. Lão Huyền nhìn Diệp Huyên một hồi lâu mà không nói gì. Ông ta đã điều tra về người này, biết hắn cũng mở thư viện. Diệp Huyên cười nói, Lão Huyền. Lại gặp nhau rồi. Đối phương cong môi, không biết Diệp viện trưởng đến Đại học Cung ta có việc gì. Diệp Huyên, ta có thể mở thư viện trong phạm vi Đại học Cung không? Lão Huyền nhìn hắn, người nghĩ thế nào? Diệp Huyên thở dài. Lão Huyền suy nghĩ một hồi, nói, Diệp công tử, nể giao tình giữa chúng ta, đừng xâm lấn Đại học Cung được chứ? Ông ta không sợ Diệp Huyên, nhưng lại ngại cô nương tên Diệp Thanh Thanh kia. Cũng biết nếu nàng mở miệng thì Đại học Cung chỉ còn con đường duy nhất là đầu hàng. Nhưng ít nhất thì Diệp Huyên vẫn còn biết lý lẽ, ông ta còn có hy vọng. Diệp Huyên, ta sẽ không ép buộc. Lão Huyền nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên lại cười, ta muốn ôn chuyện với Ly Qua cô nương một chút, xong rồi sẽ tự rời đi. Lão Huyền đáp lại, được được, các ngươi cứ nói chuyện đi. Chỉ cần hắn không lấy thịt đè người mà thu Đại học Cung vào tay, ông ta vẫn rất sẵn lòng kết bạn. Ai bảo tiểu tử này có chỗ dựa quá vững chắc làm chi? Bấy nhiêu là đáng để làm thân rồi. Lão Huyền đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Huyên và Ly Qua. Diệp Huyên cười nói, ta muốn Ly Qua cô nương trở thành cung chủ Đại học Cung. Ta sẽ cho cô tài nguyên và tiểu tháp để tu luyện. Ly Qua nói sau một hồi im lặng, ta đồng ý. Diệp Huyên đứng dậy, cô cần bao lâu? Ly Qua, nếu người đưa ta tiểu tháp thì chỉ cần 10 năm ở bên ngoài. Diệp Huyên gật đầu, hợp tác vui vẻ. Ly Qua cười đáp, hợp tác vui vẻ. Hai người đều có được thứ mình muốn, bèn nhìn nhau cười. Thấy Diệp Huyên chuẩn bị đi, Ly Qua gọi lại, ta còn một yêu cầu. Khi hắn quay lại, nàng ta nói, ta muốn vào nội các của thư viện quan huyên. Diệp Huyên cười, còn phải xem cô thể hiện thế nào. Ly Qua khịt mũi, ta chưa đủ tư cách sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta đã nói phải xem cô thể hiện thế nào. Cô nương có năng lực nhưng lại chưa làm ra cống hiến gì cho thư viện quan huyên, nếu để cô gia nhập như vậy thì người khác sẽ phật lòng. Chưa kể hiện nay ta vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với cô, nhưng ta sẽ cho cô cơ hội này để thể hiện. Ly Qua gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên cười, hy vọng lần tới gặp mặt, cô đã là cung chủ Đại học Cung.
rồi biến đi mất tăm. Để lại Ly Qua im lặng nhìn theo. Trong một đống phế tích nọ, có một cô gái ngồi trên tấm chiếu với con ngựa gỗ trong tay. Bỗng nhiên có một người thanh niên xuất hiện phía sau nàng. Chính là Diệp Huyên. Hắn cười chào hỏi, Kỳ Điện Hạ vẫn khỏe chứ? Cô gái xoay lại, cong môi đáp lời, Diệp công tử tìm ta có chuyện gì chăng? Diệp Huyên, ta muốn mời cô gia nhập thư viện. Kỳ Điện Hạ, vì sao? Diệp Huyên ngồi xuống đối diện nàng, vì Kỳ Điện Hạ là một người tốt, ta thấy rất vui khi ở bên cô. Kỳ Điện Hạ im lặng một hồi mới nói, ta và thần qua tộc là kẻ thù truyền kiếp. Diệp Huyên, vậy cô có định trả thù không? Kỳ Điện Hạ cười, không. Thấy Diệp Huyên toan mở miệng, nàng ta ngắt lời, Diệp công tử, người quá tự tin. Diệp Huyên sững ra. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, người có một khuyết điểm, đó là tự cho mình đã nắm hết thảy trong tay. Thật ra đó chỉ là sự tự mãn, và thứ cho ta nói thẳng, người bây giờ còn chưa có đủ sức mạnh và trí tuệ để làm điều đó. Diệp Huyên im lặng nhìn nàng. Kỳ Điện Hạ tiếp lời, ta không có ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở Diệp công tử mà thôi. Tôn chỉ sáng lập thư viện của ngươi rất tốt, nhưng ai dám bảo đảm nó sẽ không trở thành đạo môn thứ hai. Diệp Huyên bèn cười, ta không dám cam đoan, nhưng ta tin rằng sự xuất hiện của thư viện sẽ khiến vũ trụ này trở nên tốt đẹp hơn trước kia, chỉ vậy là đủ rồi. Chỉ cần ngày nào còn sống, ngày ấy ta tuyệt đối sẽ không cho phép thư viện trở thành ung nhọt của vũ trụ. Kỳ Điện Hạ gật gù, ta tin tưởng Diệp công tử. Diệp Huyên lại nói, xem ra Kỳ Điện Hạ không đơn giản như ta nghĩ. Nàng nhìn hắn, vì ta là người của đạo môn. Đạo môn. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn vốn biết thân phận người này không đơn giản, nào ngờ nàng lại là người của đạo môn. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, ngạc nhiên lắm sao? Diệp Huyên gật đầu, phải. Kỳ Điện Hạ, Diệp công tử có biết đến đạo môn của tả giới không? Hắn lắc đầu. Kỳ Điện Hạ, đó là một nơi rất rất xa, phải phá vỡ biên giới vũ trụ mới đến được. Đạo môn của tả giới xem như tương đối hoàn thiện, cũng là nơi chủ nhân bút đại đạo chưa từng buông tay, hệ thống và chế độ cũng khá hợp lý. Ta đảm nhận chức tiên tri ở đạo môn của tả giới. Năm 10 tuổi, ta theo chủ nhân bút đại đạo đến đó, sau đó tiên đoán được đế quốc minh của mình sắp gặp biến cố lớn nên trở về, tiếc rằng vẫn không kịp. Diệp Huyên hỏi lại, tiên tri ư? Kỳ Điện Hạ gật đầu, chính xác. Kỳ Điện Hạ, cô có thể nhìn thấy tương lai của thư viện Quan Huyên không? Kỳ Điện Hạ cười, tương lai có rất nhiều phương diện chứ không chỉ một mặt. Tương lai của thư viện Quan Huyên được quyết định bởi nhiều yếu tố, ngay cả một quyết định nhỏ của Diệp công tử cũng có thể thay đổi nó. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, từng có người nói với ta như vậy. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, thật ra thì ta có hứng thú với người thiên mệnh đời kế tiếp hơn Diệp công tử nhiều. Diệp Huyên ngạc nhiên, người thiên mệnh đời kế tiếp. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy, người thiên mệnh đời kế tiếp. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Kỳ Điện Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn, vì trong tiên đoán của ta, đó là một người cực kỳ ưu tú, vượt trội so với bất kỳ người thiên mệnh nào trước đây. Diệp Huyên nghiêm giọng, đó là tất nhiên, cô không thấy nó là con ai sao? Con của ta chắc chắn phải giỏi rồi. Kỳ Điện Hạ im lặng luôn. Không biết phải nói gì. Diệp Huyên bật cười, xem ra Kỳ Điện Hạ không muốn giúp ta mà muốn giúp con ta. Nàng cười, ta là người đạo môn. Xét về lập trường, quan hệ giữa chúng ta là đối nghịch. Quan hệ đối nghịch. Diệp Huyên im lặng. Lại nghe Kỳ Điện Hạ hỏi, Diệp công tử có hứng thú đến tả giới xem không? Diệp Huyên nhíu mày, tả giới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nơi ấy thật sự rất tốt. Ta khuyên ngươi nên đi. Diệp Huyên, ta xây thư viện ở đó được không? Kỳ Điện Hạ, tùy tình huống. Diệp Huyên tò mò, là thế nào? Kỳ Điện Hạ, nếu chỉ có mình ngươi thì khả năng không cao, nhưng nếu mang theo muội muội ngươi thì có lẽ chủ nhân bút đại đạo sẽ không có ý kiến gì đâu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một hồi, vậy ta sẽ mang một muội muội đi cùng. Kỳ Điện Hạ lại im lặng. Diệp Huyên, ta hỏi thêm một câu. Chủ nhân bút đại đạo, tên là gì? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên im lặng một hồi rồi hỏi tiếp, còn bút đại đạo? Địa vị nó ở đạo môn thấp lắm sao? Kỳ Điện Hạ liếc hắn,
không phải thấp mà căn bản là không có địa vị, được chưa? Bút đại đạo. Không có địa vị gì luôn. Diệp Huyên ngây ra như bị sét đánh. Nhưng bút đại đạo còn nằm trong danh hiệu của chủ nhân bút đại đạo cơ mà. Kỳ Điện Hạ chỉ cười, bút đại đạo trong tay y là vô địch, chỉ có một mình y mới có thể phát huy hết năng lực đặc biệt của nó. Diệp Huyên nhíu mày, năng lực đặc biệt. Kỳ Điện Hạ gật đầu, chính là năng lực ghi lại số mệnh của sinh linh vạn vật. Thay đổi cách nói thì cây bút này chính là một công cụ gian lận, có thể tùy ý thay đổi số mệnh. Diệp Huyên càng thắc mắc, thế không phải rất ghê gớm sao? Kỳ Điện Hạ, ghê gớm, nhưng phải nằm trong tay chủ nhân nó mới càng ghê gớm. Diệp Huyên im lặng. Hắn hiểu rồi. Không phải do bút đại đạo cùi bắp mà còn phải xem nó đang nằm trong tay ai. Kỳ Điện Hạ tiếp tục, bút đại đạo hiện đang nằm trong tay ngươi, nhưng ngươi lại không thể phát huy trọn vẹn năng lực thật sự của nó. Nói lời này hơi khó nghe, nhưng nó trong tay ngươi chỉ là một cây bút tầm thường mà thôi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tội nghiệp tiểu bút. Kỳ Điện Hạ bỗng hỏi, vì sao nó lại đi theo ngươi? Diệp Huyên nhíu mày. Chợt nghe tiểu tháp lên tiếng, chắc chắn là kế của chủ nhân bút đại đạo. Tấm gương bị hại giữa đường đã quá nhiều rồi. Tiểu chủ phải cẩn thận với cây bút ghẻ kia. Bút đại đạo. Diệp Huyên chỉ cười, chủ nhân bút đại đạo không xấu xa như ngươi nghĩ đâu. Rồi nhìn sang Kỳ Điện Hạ, vậy chúng ta đến tả giới nhìn xem sao. Hắn cũng muốn xem thế giới vũ trụ dưới sự cai quản của đạo môn sẽ ra làm sao. Nàng ta cười đáp, lên đường thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Thư viện hiện đã đi vào quy củ. Có gì phát sinh thì Lý Bán Chi và Thái Sơ Tịnh đều có thể giải quyết. Kỳ Điện Hạ nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm, người dân của ta, xin hãy an nghỉ. Sau đó bọn họ rời khỏi phế tích đế quốc Minh, lên đường đến tả giới. Họ cất bước đi trong tinh không vô tận. Diệp Huyên chợt hỏi, Kỳ Điện Hạ, ở tả giới có hệ thống cảnh giới mới không? Nàng ta đáp có. Thế là hắn tò mò hỏi, cô nói ta nghe chút được không? Kỳ Điện Hạ cười, những cảnh giới ấy đều là cấp thấp, ngươi không cần phải để ý, chỉ có một cái là thiên pháp cảnh giới tối cao ở tả giới. Lấy thực lực hiện nay của ngươi, chỉ có người ở cảnh giới này mới có thể tạo ra chút uy hiếp. Diệp Huyên trợn mắt, vậy nghĩa là ta qua tả giới sẽ không bị đánh bầm dập nữa. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười, Diệp công tử à, lấy sức mạnh bây giờ của ngươi, có đi đâu cũng không bị đánh nữa. Nếu ta đoán không sai thì phương pháp nén của ngươi cũng đã mạnh lên rất nhiều đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Không chỉ phương pháp nén mà tín ngưỡng chi lực của hắn cũng đã đột phá rất nhiều. Người thường bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mà xếp trong những người hắn quen, cũng chỉ có Diệp Thanh Thanh là hắn đánh không lại thôi. Kỳ Điện Hạ lại nói, ta phải thừa nhận phương pháp nén của Diệp công tử quá lợi hại. Nếu tu luyện thành công thì rất ít người có thể ngăn cản. Diệp Huyên cười, trước đó chẳng phải vô dụng với cô còn gì. Hắn thoáng dừng lại, Kỳ Điện Hạ là thiên pháp cảnh sao? Nàng ta cười, có thể xem như một nửa. Bán bộ thiên pháp cảnh. Diệp Huyên nghe vậy thì gật đầu, xem như có hiểu biết đại khái về cảnh giới này. Kỳ Điện Hạ lại nói, ta được biết Tần các chủ của quý thư viện đã cho dựng truyền tống trận khắp chư thiên vạn giới. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, Kỳ Điện Hạ biết tiểu quan sao? Nàng ta cười, năm ấy chủ nhân bút đại đạo cũng từng muốn làm điều này, nhưng cuối cùng lại không bắt tay vào. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao chứ? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, vì không có tiền. Diệp Huyên cười tâu, chủ nhân bút đại đạo mà cũng cần tiền á. Kỳ Điện Hạ nhoẻn môi, cần chứ, đã vậy xây dựng truyền tống trận còn rất nhiều tiền nữa. Diệp Huyên bỗng hỏi, người đạo môn ai cũng tham lam hết đúng không? Kỳ Điện Hạ tròn mắt, người nghe ai nói đấy? Hắn đáp ngay, tiểu bút. Bút đại đạo. Kỳ Điện Hạ im lặng một hồi mới nói, nhưng đúng là tham thật. Diệp Huyên cười, cô cũng vậy sao? Kỳ Điện Hạ ngẫm nghĩ, ta cũng không biết như ta có gọi là tham lam hay không. Diệp Huyên ngạc nhiên, thế là sao? Kỳ Điện Hạ, người trong đạo môn đôi khi cũng tặng quà cho ta, nhờ ta làm chuyện này chuyện nọ. Nếu quà nhiều mà chuyện cũng không phiền phức lắm thì ta đều sẽ giúp.
Diệp Huyên không nói gì. Kỳ Điện Hạ nhìn hắn, thế có gọi là tham không? Hắn hỏi ngược lại, cô thấy thế nào? Kỳ Điện Hạ suy ngẫm một phen, gọi là thuận mua vừa bán thì đúng hơn. Diệp Huyên im luôn. Kỳ Điện Hạ cười, Diệp công tử sợ thủ hạ mình tham ô biển thủ sao? Hắn gật đầu, sợ thật không đùa. Kỳ Điện Hạ, vậy thì ngươi phải quản lý cho chặt chẽ vào. Thư viện quá lớn, có quá nhiều vị trí để người ngoài muốn mưu cầu danh lợi, đặc biệt là những người quyền cao chức trọng. Diệp Huyên cười cười, đúng vậy. Kỳ Điện Hạ nhìn hắn, nói thật, thư viện của ngươi là một miếng thịt béo bở cực kỳ, đến ta cũng suýt nhịn không được. Hắn lắc đầu cười, Kỳ Điện Hạ trong ấn tượng của ta không phải người tham lam. Nàng ta đáp, nhưng ta có đấy. Diệp Huyên lắc đầu. Trực giác của hắn nói rằng cô gái này không có đam mê với tiền tài. Kỳ Điện Hạ cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa mà hỏi, Diệp công tử liệu có khai chiến với đạo môn không? Diệp Huyên tò mò hỏi lại, sao cô lại hỏi thế? Kỳ Điện Hạ, vì đạo môn đại diện cho trật tự cũ, thư viện quan huyên của ngươi đại diện cho trật tự mới. Sớm muộn cũng sẽ có ngày thủy hỏa bất dung. Diệp Huyên lại hỏi, sao ta có thể thua được? Kỳ Điện Hạ sửng sốt. Diệp Huyên nhìn nàng ta cười, không phải ta tự cao, nhưng Kỳ Điện Hạ nói ta nghe xem, người có khởi đầu như ta làm sao mà thua được. Kỳ Điện Hạ không đáp lời. Nàng ta sao có thể không hiểu dụng ý của Diệp Huyên? Đó là vì hắn có chống lưng. Vừa bắt đầu đã có hẳn ba vị đại lão nâng đỡ cho. Thì thua thế quái nào được? Nàng ta không khỏi thở dài trong lòng, cảm thán đạo môn đúng là xui tận mạng. Đúng lúc này, thời không ở nơi xa chợt run lên khi một luồng sóng năng lượng cực mạnh đánh tới. Diệp Huyên nhíu mày. Kỳ Điện Hạ, có người đang giao chiến. Diệp Huyên, đi đường vòng không? Kỳ Điện Hạ cười, không kịp rồi. Nàng ta vừa dứt lời, thời không trước mặt họ đã vỡ ra thành từng mảnh. Ngay sau đó là một ông lão lăn ra lông lốc đến dưới chân họ. Kỳ Điện Hạ vươn tay ra, để ông lão dừng lại. Đằng xa lại có một cô gái xuất hiện, nàng ấy khoác chiến giáp đen tuyền, tay cầm trường đao màu đen, trông hiên ngang anh dũng vô cùng. Đôi mày nàng nhíu lại khi thấy hai người Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ cười nói, chúng ta chỉ vô tình đi ngang thôi. Chỉ đi ngang mà thôi. Ông lão kia lồm cồm bò dậy, lắp bắp nói, cô nương, ta là người của Tiên Đế Thành. Nếu cô nương bằng lòng giúp đỡ, Tiên Đế Thành ắt có trọng thưởng. Tiên Đế Thành. Thấy Diệp Huyên nhìn mình, Kỳ Điện Hạ lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Câu nói này khiến ông lão lúng túng vô cùng, cô nương. Tiên Đế Thành là tiên trong tiên nhân, đế trong đế. Kỳ Điện Hạ chân thành lặp lại, thật sự là chưa nghe. Ông lão im luôn. Nàng ta tiếp tục, chúng ta không muốn xen vào mâu thuẫn giữa hai người, cáo từ. Rồi nói với Diệp Huyên, đi thôi Diệp công tử. Diệp Huyên cũng không muốn bị liên lụy vào việc của người khác, thế là gật đầu. Thấy họ sắp sửa rời đi, ông lão chợt kêu lên, Di Tích Thiên Uyên. Bốn chữ này khiến Diệp Huyên nhíu mày, Di Tích Thiên Uyên. Ông lão chợt phá ra cười to, không trả lời hắn mà quay sang nhìn cô gái giáp đen cam cô nương. Người ngoài đã biết đến Di Tích Thiên Uyên, cô còn muốn giết người diệt khẩu sao? Giết người diệt khẩu. Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ đều cau mày lại. Lão này không phải người tốt. Vị cam cô nương kia liếc nhìn hai người họ rồi nói với ông lão, người còn ngu hơn ta nghĩ. Ngu. Lão ta cười khẩy, chắc ngươi nói nhầm. Mục đích của lão là muốn kéo Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ vào vũng nước đục này. Chợt nghe Kỳ Điện Hạ nói, người tự cho mình thông minh lắm sao? Thấy lão nhìn sang, nàng ta tiếp tục, người biết ta là ai không? Ông lão híp mắt lại, là ai? Kỳ Điện Hạ, là người đạo môn. Đạo môn. Ông lão thoáng ngẩn ra trước khi điên cuồng phá ra cười. Sắc mặt Diệp Huyên cũng theo đó mà trở nên kỳ lạ. Kỳ Điện Hạ tỏ vẻ nghi ngờ, người cười cái gì? Ông lão vẫn tiếp tục cười sằng sặc, đạo môn, các ngươi đã thành ra thế nào rồi mà ngươi còn chưa biết sao? Diệp Huyên im lặng. Khi nhận ra một điều, rằng có nơi đạo môn kiêu ngạo vô cùng, có nơi thì lại thảm không nỡ nhìn.
ví dụ như đạo môn của Tiểu Tịnh trước kia vậy. Cứ gọi là thê thảm đến không dám nhìn. Nhắc đến Tiểu Tịnh, Diệp Huyên chợt sinh lòng tò mò. Kể từ khi nha đầu ấy đến thư viện thì hắn cũng không hỏi thăm nữa, không biết bây giờ ra sao rồi. Chắc sẽ không bị bắt nạt đâu nhỉ. Lời nói của ông lão khiến Kỳ Điện Hạ rơi vào im lặng. Có thể thấy tình trạng của đạo môn ở một số nơi rất là tồi tệ. Thế là nàng ta đổi câu hỏi, vậy ngươi biết thư viện Quan Huyên không? Thư viện Quan Huyên, ông lão lập tức nhíu mày, nghe rồi, nghe rồi. Diệp Huyên hứng thú hẳn lên, ngươi đã nghe về thư viện Quan Huyên. Ông lão liếc xéo hắn, cách đây không lâu có một đám người ùa tới, bảo là đến từ thư viện Quan Huyên, muốn thành lập thư viện ở đây, mà mới được mấy ngày thì dẹp tiệm. Diệp Huyên ngạc nhiên, sao lại thế? Ông lão lạnh nhạt nói, bị đánh thừa sống thiếu chết. Diệp Huyên kinh ngạc không thốt nên lời. Ông lão, cái tên đó lúc nào cũng bù lu bù loa khen viện trưởng thư viện Quan Huyên lợi hại thế nào, nói thư viện thế này thế nọ, gặp ai cũng dục ra nhập lẹ lên bằng không thì hết chỗ, quy phục càng nhanh thì càng được lợi. Diệp Huyên hạ giọng, các ngươi không tin. Ông lão nhìn hắn, ngươi tin sao? Hắn gật đầu, tin. Ông lão chậc, tuổi còn trẻ mà sao đã hỏng đầu rồi. Diệp Huyên. Nghe ông lão nói vậy, Diệp Huyên cũng không biết nên phát biểu gì cho phải. Nhưng càng nhiều hơn là cảm xúc vui vẻ dâng trào trong lòng. Khi thấy thư viện Quan Huyên đã vươn xa đến tận đây. Ông lão không để ý đến hai người họ mà quay lại nhìn cô gái giáp đen, người đang nhìn lão như một kẻ thiểu năng với ánh mắt mang theo mấy phần thương hại. Một ánh mắt gây sát thương cực cao. Lão lại nhìn Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ, lần này với đôi mày nhíu chặt. Khi thấy vẻ bình tĩnh quá mức của họ, nỗi bất an dâng lên trong lòng lão. Kỳ Điện Hạ bỗng hỏi, di tích Thiên Uyên kia là nơi thế nào? Ông lão không đáp lời. Diệp Huyên bèn lắc đầu cười, thôi, vẫn nên đến tả giới đi. Tả giới? Ông lão và cô gái giáp đen đồng loạt biến sắc khi nghe đến từ này. Ông lão trợn mắt nhìn Diệp Huyên đầy khó tin, các ngươi muốn đến tả giới. Hắn gật đầu, có vấn đề gì không? Ông lão hạ giọng, nơi đó có một vách ngăn vũ trụ rất mạnh, các ngươi làm sao qua được? Diệp Huyên nhìn Kỳ Điện Hạ, thấy nàng ta gật đầu, đúng là có, nhưng không sao cả, ta có giấy thông hành. Cô gái giáp đen kia buột miệng thốt lên, cô là người của đạo môn ở tả giới. Kỳ Điện Hạ nhìn nàng ấy với chút ngạc nhiên, cô biết đạo môn tả giới. Cô gái giáp đen chỉ nhìn lại bằng ánh mắt kiêng kỵ sâu đậm. Ông lão kia hỏi, đạo môn tả giới lợi hại lắm à? Kỳ Điện Hạ cười, người nghĩ sao? Ông lão nói sau một hồi do dự, chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm. Lão rốt cuộc hiểu ra hai người này không hề đơn giản. Có lẽ đều là hai vị đại lão. Kỳ Điện Hạ phì cười, quay sang hỏi Diệp Huyên, giết không? Lời này khiến ông lão biến sắc kịch liệt. Diệp Huyên cười đáp, muốn giết cứ giết, cần gì hỏi ta? Kỳ Điện Hạ chớp mắt, thì ta đang trưng cầu ý kiến của ngươi đấy thôi. Diệp Huyên cười, lão giáp tâm hại người, giết đi. Nhưng Kỳ Điện Hạ lại không ra tay. Diệp Huyên nhìn ông lão đang bắt đầu phát hoảng kia, lão có gì muốn nói à? Kỳ Điện Hạ, lão có hai số mệnh, thứ nhất là bỏ mạng ở đây, thứ hai là giúp xây dựng thư viện Quan Huyên tại nơi này, trở thành bá chủ một phương. Diệp Huyên không khỏi nhíu mày, giúp xây dựng thư viện Quan Huyên á. Kỳ Điện Hạ gật đầu, chính xác. Ông lão kia cuống quýt nói, ta sẵn sàng giúp đỡ. Diệp Huyên nhếch mép, vì sao ta phải tin ngươi? Ông lão lắp bắp ta. Diệp Huyên bất thình lình rút kiếm vung về bên phải. Xoẹt. Toàn bộ tinh vực bị chém làm đôi trong nháy mắt. Ông lão lẫn cô gái giáp đen đều kinh hãi. Diệp Huyên nhìn lão, biết ta là ai không? Ông lão chần chừ, ngươi là Diệp viện trưởng kia. Hắn gật đầu, thông minh. Lão ta không nói gì thêm. Chỉ im lặng nhìn hắn với ánh mắt mang theo mấy phần kiêng kỵ. Bởi vì lão nghe đồn rằng Diệp viện trưởng là một người cực kỳ tàn nhẫn, đến cha ruột cũng dám giết. Diệp Huyên cười, ta tạm thời cho ngươi giữ lại cái mạng này, nhưng đợi khi ta trở lại rồi mà thư viện Quan Huyên còn chưa xây xong, ta sẽ lấy nó.
Ông lão gật đầu lia lịa, vâng vâng. Diệp Huyên lại hỏi, di tích Thiên Uyên có bảo vật gì không? Ông lão chần chừ, có. Rất nhiều. Rất nhiều ư. Diệp Huyên gật đầu, dẫn chúng ta đến đó xem. Ông lão ra vẻ chần chừ, di tích Thiên Uyên nguy hiểm lắm. Diệp Huyên nhíu mày, một kiếm vừa rồi chưa đủ cho ngươi thấy ta là cao thủ tuyệt thế à? Ông lão. Kỳ Điện Hạ bật cười, dẫn đường đi. Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng ông lão vẫn gật đầu, sau đó bắn ánh mắt sang cô gái giáp đen. Nàng ấy nhìn hai người Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ, nói ta không có ý kiến. Thế là bọn họ lên đường đến di tích Thiên Uyên. Đặt chân đến đó rồi, Diệp Huyên mới hiểu vì sao nó lại có cái tên Thiên Uyên. Di tích này là một vực sâu rộng lớn nằm giữa tinh không, nhìn xuống không thấy đáy, đến là kinh khủng. Ông lão thì thầm, trong di tích này từng có một tông môn vô cùng hùng mạnh tên Thiên Uyên, từng là bá chủ khắp tinh vực Thiên Uyên năm xưa. Nhưng không biết vì sao mà bọn họ đều bị tiêu diệt không còn tung tích, gần đây người trong tinh vực cũng đang giáo giết đi tìm tông môn. Diệp Huyên nhìn xuống đáy vực rồi quay sang Kỳ Điện Hạ, nghe nàng ta cười nói, trên đời này chẳng có bao nhiêu người có thể uy hiếp được Diệp công tử đâu, người có thể ngang ngược thế nào tùy thích. Diệp Huyên lắc đầu, có quỷ mới tin cô. Người này cứ thích dụ dỗ hắn bằng mấy lời như thế, nhưng thật ra cũng không sai. Hắn nói, vào thôi. Sau đó bước vào vực sâu kia. Kỳ Điện Hạ theo sát. Trong lúc ông lão ra vẻ chần chừ, cô gái giáp đen lại lập tức đi theo. Lão thấy vậy thì cũng vội vàng nối gót. Bởi vì kia là di tích Thiên Uyên. Lão vẫn muốn nhìn xem nó như thế nào. Bọn họ nhanh chóng đi xuống lòng vực. Không biết bao lâu sau thì thấy một quầng sáng trắng xuất hiện trước mặt. Lóa mắt vô cùng. Cô gái giáp đen và ông lão đồng thời biến sắc. Trước kia khi phát hiện ra nơi này, bọn họ cũng bị chính quầng sáng này cản bước. Nhưng Diệp Huyên chỉ cần vung tay lên một cái, quầng sáng đã lập tức tan biến, để bọn họ xuất hiện trên một quảng trường đá xanh rộng lớn. Mà trước mặt họ là mấy trăm ngôi đại điện khổng lồ tráng lệ đang sừng sững mà đứng. Đây chính là Thiên Uyên Tông. Nhưng khắp nơi lại đầy dãy hài cốt trắng hếu. Bằng chứng cho thấy họ đã bị diệt tông. Cảnh tượng này khiến những người có mặt đều cau mày. Diệp Huyên quét mắt nhìn khắp nơi, sau đó cất bước đi về phía đại điện ở xa. Vừa bước vào, đập vào mắt họ là một pho tượng. Cô gái giáp đen nói, đây là cường giả đứng đầu đại lục Thiên Uyên năm xưa Lục Tinh Hà. Lục Tinh Hà. Ông lão cũng nói, một nhân vật huyền thoại, cường giả tuyệt đối của đại lục này. Bỗng nhiên pho tượng kia chấn động, sau đó là một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra. Cô gái giáp đen và ông lão nhìn thấy người này thì biến sắc. Bởi vì đó chính là Lục Tinh Hà. Ông ta nhìn xuống hai người đi đầu, cuối cùng tập trung vào Kỳ Điện Hạ đạo môn. Nàng ta gật đầu, đúng vậy. Lục Tinh Hà khẽ cười. Không ngờ sau ngần ấy năm mà các ngươi vẫn chờ đợi tại đây, chưa từ bỏ ý định. Kỳ Điện Hạ nhíu mày, ông nói gì? Diệp Huyên cũng tỏ vẻ hoài nghi. Lục Tinh Hà cười, người đến đây, không phải để nhổ cỏ tận gốc sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, vì sao ta lại phải? Nàng ta bất chợt nhíu mày, người diệt Thiên Uyên Tông năm xưa chính là đạo môn. Lục Tinh Hà, chẳng lẽ ngươi không phải người đạo môn? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, năm ấy có một khoảng thời gian ta không ở tại đạo môn. Đối phương nhíu mày, người đến từ đạo môn ở tả giới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, phải, nhưng ta không có mặt trong một khoảng thời gian rất dài. Lục Tinh Hà không nói nữa. Kỳ Điện Hạ hỏi, các ông đã vi phạm pháp tắc gì? Lục Tinh Hà phá ra cười, vi phạm ư? Kỳ Điện Hạ, các ông hẳn đã làm trái quy luật nào đó nên mới bị đạo môn tiêu diệt. Lục Tinh Hà nhếch mép, nếu ta nói bọn chúng chỉ làm vậy để cướp bóc thì ngươi tin không? Kỳ Điện Hạ không nói gì. Cướp bóc ư? Đến lượt Diệp Huyên lên tiếng, đạo môn cướp của Từ Thiên Uyên Tông. Lục Tinh Hà gật đầu, chính xác, tất cả tài sản lẫn thiên đạo thần đồ đều bị đạo môn lấy đi. Kỳ Điện Hạ, các ngươi có thiên đạo thần đồ. Diệp Huyên tò mò, đó là gì? Kỳ Điện Hạ, là tấm bản đồ do chủ nhân bút đại đạo tạo ra, bên trong chứa một trận pháp rất đáng sợ. Không như các trận pháp thông thường khác,
nó có thể được vẽ lên người, lấy thân làm trận, chỉ cần chạm nhẹ là chấn diệt chư thiên. Nàng ta thoáng dừng lại, nghe nói nó được vẽ nên bởi bút đại đạo, vì vậy cũng mang theo khả năng tiêu diệt số mệnh nhân quả, đáng sợ vô cùng. Bút đại đạo ư? Diệp Huyên thầm hỏi, có thật không tiểu bút? Bút đại đạo đáp phải, thiên đạo thần đồ đúng là do chủ nhân tạo ra, chứa một trận pháp rất mạnh, dùng để giết một vài người đặc biệt. Diệp Huyên càng không hiểu, người đặc biệt nào chứ? Bút đại đạo chính là những người có nhân quả rất mạnh, giết sẽ rất phiền, cũng như những người được khí vận đặc thù che chở. Diệp Huyên nhíu mày, là giống như ta à? Bút đại đạo, có thể nói vậy, nhưng thứ ấy không giết được cậu. Diệp Huyên, sao lại thế? Bút đại đạo im lặng một hồi mới nói, vì muội muội cậu ghê gớm quá, được chưa? Diệp Huyên đen mặt, ý ta không phải vậy. Bút đại đạo không nói gì nữa. Lục Tinh Hà cười, đạo môn mà hành sự thì cũng tuyệt tình hơn người. Kỳ điện hạ, ông có biết ai là người cầm đầu không? Lục Tinh Hà nhìn nàng ta, y mang mặt nạ nên ta không thấy được diện mạo, nhưng y đã đánh giá thấp ta khi giao thủ. Vào thời điểm mấu chốt, y dùng hai ngón tay vẽ ra đạo đồ, dẫn đến một luồng sức mạnh bí ẩn rất khủng khiếp. Kỳ điện hạ nhíu mày, ra là y. Thấy Diệp Huyên nhìn sang, nàng ta nói, là người đứng thứ hai của đạo môn đạo nhai, cường giả thiên pháp cảnh. Diệp Huyên, địa vị người này cao hơn cô không? Kỳ điện hạ, địa vị ta tương đối đặc biệt, chỉ nhận lệnh trước đạo chủ, không quản được y, mà y cũng không quản được ta. Diệp Huyên, đạo chủ là người tốt hay xấu? Kỳ điện hạ im lặng một hồi mới đáp, ta không biết đạo chủ có tham gia việc này hay không, nhưng ta nghĩ là không. Bằng không thì đạo nhai đã không phải giấu giếm thân phận, thay vào đó chỉ cần quang minh chính đại dùng pháp chỉ đến diệt Thiên Uyên Tông. Diệp Huyên, cô liệu có nói việc này cho đạo chủ không? Kỳ điện hạ lắc đầu, chuyện đã qua quá lâu, có nói cũng vô dụng. Đạo chủ sẽ không vì một tông môn bị tiêu diệt từ lâu mà đi trách phạt người đang ủng hộ ông ta. Đoạn nàng ta lại đá quả bóng này sang cho hắn, người muốn đòi lại công bằng hộ thì ta có cách này, đến đạo môn kêu oan. Khi ấy đạo chủ sẽ phải đối mặt với vấn đề nên quan tâm hay là không. Nếu quyết định đụng tới, hành động của đạo nhai có chết 10 lần cũng không hết tội. Nếu mặc kệ thì xem như ông ta ngoảnh mặt làm ngơ trước kẻ phạm pháp. Khi ấy ngươi chỉ cần làm cho to chuyện rồi tiêu diệt đạo môn là được. Đã vậy đây còn là chuyện tốt, chủ nhân bút đại đạo không làm gì được ngươi, cứ việc an tâm. Tiêu diệt đạo môn. Những người còn lại nhìn nàng ta với vẻ mặt kỳ quặc. Nói chuyện diệt đạo môn mà sao nhẹ nhàng quá vậy? Diệp Huyên lại hỏi, sao không đi tìm chủ nhân bút đại đạo luôn? Kỳ điện hạ nhàn nhạt nói, ngươi đi tìm y, đợi y xử lý bọn họ rồi thì ngươi còn lý do gì diệt đạo môn nữa. Nhắc lại cho ngươi biết, đạo môn đã hoạt động nhiều năm ở tả giới, tài sản lên đến con số khổng lồ. Ngươi có biết ngươi sẽ lời được bao nhiêu nếu đánh bại họ không? Không tưởng tượng được, à, đến lúc đó nhớ chia phần cho ta, nhất là mấy quyển sách trong kho, thêm cả vài món thần vật nữa, thế này không quá đáng chứ hả? Những người khác. Kỳ điện hạ nhìn bọn họ với vẻ hoài nghi, nhìn ta làm gì? Ta không hề phản bội đạo môn, cũng chỉ đang nói đến một loại khả năng thôi. Còn có làm được hay không thì phải xem Diệp công tử. Những người khác. Diệp Huyên đã hoàn toàn câm nín. Bà mẹ cha nó. Nàng này biết kịch bản sẽ đi theo hướng nào. Kỳ điện hạ hỏi hắn, thế ngươi có giúp hay không? Diệp Huyên không đáp. Giúp, hay không giúp? Kỳ điện hạ cười, ta thấy đây là chuyện bất bình giữa đời, ngươi có thể giúp. Diệp Huyên nhìn nàng ta, nói thế là sao? Kỳ điện hạ, tuy đây gọi là chõ mũi vào chuyện người ta, nhưng ngươi là ai chứ? Là người lập nên trật tự mới. Thế nào xen vào cũng đâu có sao. Chưa kể đây không phải ba chuyện tầm phào nhé, đây là chuyện bất công. Mà kiếm nhân gian của ngươi dùng để làm gì hả? Để xóa bỏ bất công cứ còn gì? Không thấy thì thôi. Chứ đã thấy mà còn mặc kệ, lương tâm ngươi không cắn rứt sao? Diệp Huyên phì cười, nhưng cô cũng là người đạo môn. Kỳ điện hạ, ta vừa là người đạo môn, vừa đi theo chủ nhân bút đại đạo. Hành động của đạo môn hiện nay đã đi trái lại với trật tự của y, nên làm sao có thể nói ta phản bội cho được. Ngược lại, ta còn đang bảo vệ lẽ phải nữa là.
Ta nói chủ nhân bút đại đạo có đích thân đến đây cũng sẽ không phạt ta, ngược lại còn khen thưởng thì ngươi có tin hay không? Diệp Huyên á khẩu. Người này bụng dạ khó lường quá trời ơi. Kỳ điện hạ tiếp tục, tả giới đất rộng nhiều của, địa linh nhân kiệt, người mà nhét được nó vào bản đồ vũ trụ quan huyên thì chỉ có lợi với thư viện mà thôi. Hơn nữa ngươi làm vậy chính là đang thay trời hành đạo, hợp lý hợp tình. Chưa kể ngươi cũng đã cho đạo môn cơ hội chứ có phải vừa gặp đã tiêu diệt đâu đúng không? Nếu đạo chủ trừng phạt đạo nhai thì xem như đạo môn vẫn còn thuốc chữa, có thể tha cho, ngược lại thì chứng minh đạo môn vô vọng, tiêu diệt nó chính là đang thay trời hành đạo. Diệp Huyên im lặng một hồi lâu mới nói, nghe cô phân tích xong, ta cũng cảm thấy đúng là vậy. Hắn nhìn Kỳ Điện Hạ, nhưng ta muốn biết, nếu ta mặc kệ thì sao? Kỳ Điện Hạ không đáp lời. Diệp Huyên cười, cũng phải có một kết quả chứ hả? Kỳ Điện Hạ gật đầu, nếu ngươi mặc kệ thì sau này sẽ dần phát hiện kiếm nhân gian của ngươi gặp vấn đề lớn. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Kỳ Điện Hạ cười, trong lòng ngươi đang tồn tại một mâu thuẫn. Thứ nhất, ngươi cho rằng chuyện này không liên quan đến ngươi, sẽ không ai làm gì đến ngươi, nên ngươi sẽ mặc kệ nó. Nhưng thứ hai, thân là người lập nên trật tự mới, ngươi lại cảm thấy làm vậy không đúng. Nói thế này, hai thân phận Diệp Huyên và kiếm chủ nhân gian của ngươi đang xảy ra mâu thuẫn. Diệp Huyên im lặng nghe. Kỳ Điện Hạ nhìn hắn, việc này phải xem ngươi muốn tự làm bản thân mình hay muốn làm kiếm chủ nhân gian. Nếu lựa chọn cái trước thì kiếm đạo của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, ví dụ như trở thành như cha ngươi, vừa là một dạng cực đoan lại vừa tuân theo trái tim mình. Nếu chọn làm kiếm chủ nhân gian thì lại là một hướng khác. Diệp Huyên không hé răng. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, cá nhân ta đề nghị, nên quản chuyện này. Thấy hắn nhìn sang, nàng ta nói, Diệp công tử có biết ngươi đang thiếu thứ gì nhất không? Hắn lắc đầu. Kỳ Điện Hạ, là sự càn rỡ. Diệp Huyên trố mắt. Kỳ Điện Hạ, ngươi thiếu sự càn rỡ ngang ngược của Nhất Kiếm Độc Tôn. Ngươi thân là viện trưởng thư viện quan huyên, muốn lập nên trật tự mới, nhưng lại không có sự ngang tàng của người sẵn sàng phá cũ lập mới. Diệp Huyên lại im lặng. Kỳ Điện Hạ, ngươi tự xưng là kiếm chủ nhân gian, cũng muốn lập nên trật tự mới, vậy tại sao lại làm ngơ trước chuyện bất bình? Ngươi có biết hạng người nào đáng bị sỉ vả nhất không? Chính là mấy đứa kỹ nữ lại còn đòi lập bàn thờ trinh tiết. Việc tầm phào ư, không, dưới kiếm nhân gian không có gì là tầm phào cả. Đạo môn đã dám gây chuyện bất bình, vì sao ngươi lại mặc kệ? Đây không phải là làm thánh nhân mà chính là đạo tâm của kiếm đạo nhân gian. Ta là kiếm chủ nhân gian, ta cứ thích xen vào đấy, không phục thì ta đánh cho phục mới thôi. Muội muội với cha ngươi chẳng lẽ không ngang ngược sao? Đã gặp kẻ xấu rồi mà còn già mồm đạo lý với trả nhân nghĩa gì nữa? Chém phứt nó đi cho xong. Tiểu Tháp reo lên, có lý. Tiểu Bút cũng đồng tình, đúng thế. Diệp Huyên nhắm mắt lại. Kỳ Điện Hạ nói đúng một điều, hắn đang rơi vào mâu thuẫn. Giữa hai thân phận Diệp Huyên và kiếm chủ nhân gian. Nhưng Kỳ Điện Hạ cũng nói đúng một điều nữa. Đã gặp chuyện bất bình, vì sao phải làm ngơ? Vì sao lại mặc kệ, xen vào việc người khác ư? Ông đây cứ thích thế đấy. Hắn đã không còn là Diệp Huyên nữa mà đã là kiếm chủ nhân gian. Kỳ Điện Hạ nói đúng, vũ trụ trong tương lai đều phải tuân theo trật tự nhân gian. Hắn không quản chuyện người khác thì ai quản? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 251.